Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 150. Đế tử Yên mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng ở sớm đã sát tâm nổi lên, nếu không phải là vì vô trần thiên cung truyền thừa, hắn đã sớm đuổi theo. Mà bây giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thuộc hạ bị người giết chết. Đám người cũng là vẻ mặt kinh ngạc, thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần. Chỉ chốc lát sau, đế tử Yên đột nhiên ngẩng đầu, thâm thúy mà đỏ thắm con ngươi hướng về Diệp Thi Vũ, trên người sát ý không thêm mảy may che giấu. Giết, đế tử Yên cắn răng nghiến lợi phun ra một chữ. Đối Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ, nàng không dám xuất thủ, nhưng là ứng phó những nhân tộc khác tu sĩ, nàng lại là không kiêng nể gì cả. Liên Bắc thần tinh hồn nàng đều dám giết, huống chi những nhân tộc khác tu sĩ. Ha ha, giết tốt, đế tử Yên, ngươi dám giết ta, đây chính là các ngươi báo ứng. Cũng coi như đế tử gia tộc chuẩn bị động thủ thời khắc, nơi xa đột nhiên truyền đến cản rỡ cười to thanh âm. Đế tử Yên đột nhiên quay đầu, lại là nhìn thấy hơn 10 dặm có hơn đứng đấy chừng 30 đạo thân ảnh, chính là đi mà quay lại Bắc thần tinh hồn. Bắc thần tinh hồn người bị Cơ Vô Nhạn cùng đế tử Yên vây công, chết không ít, mặc dù không cam lòng đào tẩu, nhưng hắn cũng không có chân chính rời đi. Dù sao, nơi này chính là có vô trần thiên cung truyền thừa, hắn lại làm sao có thể dễ dàng rời đi đây. Người khác không biết, nhưng Bắc thần tinh hồn lại hết sức rõ ràng, bọn họ Bắc thần gia tộc, thượng cổ thời kỳ chính là vô trần thiên cung một bộ phận. Vừa mới còn biệt khuất vô cùng Bắc thần tinh hồn, ở nhìn thấy đế tử Yên 40-50 cái thuộc hạ bị Bích Lạc Hoàng Tuyền người giết chết về sau, tự nhiên là sẽ không bỏ qua dạng này đả kích đế tử Yên cơ hội. Giờ phút này đế tử Yên chính đang lửa giận sông não, chỗ nào chịu được Bắc thần tinh hồn vũ nhục, lập tức lạnh giọng nói, Bắc thần tinh hồn, người chán sống rồi hay sao? Nói xong, đế tử Yên liền đột ngột tại chỗ biến mất, hướng về Bắc thần tinh hồn vị trí đánh giết đi. Bắc thần tinh hồn nơi nào sẽ nghĩ đến đế tử Yên vậy mà như thế bá đạo, một lời không hợp liền khai chiến, bất quá đơn đả độc đấu mà nói, hắn cũng không có sợ hãi ý nghĩa. A Phốc chỉ bất quá, đế tử Yên vừa mới phóng ra bước chân, nàng cách đó không xa lại đột ngột toát ra một chút bóng đen, xuyên thủng một chút đế tử gia tộc tu sĩ mi tâm. Vẻn vẹn trong nháy mắt, liền lại có 10-20 người bị ám sát, huyết sái trường không. Nhìn thấy một màn này, đám người cũng không khỏi dùng mình một cái, chẳng ai ngờ rằng, Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ vậy mà căn bản không có rút đi, mà là như trước đang tìm kiếm ám sát những người khác cơ hội. Đám người nghi ngờ trong lòng không thôi, cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền người, làm sao lại liều mạng như vậy đây? Chẳng lẽ cùng đế tử gia tộc tầm đó có không chết không thôi cừu hận sao? Bích Lạc Hoàng Tuyền, thật coi ta đế tử gia tộc dễ khi dễ hay sao? Đế tử Yên triệt để tức giận, từ bỏ công kích Bắc thần tinh hồn, mà là thẳng hướng những hắc ảnh kia. Lần này, đế tử Yên quyết đoán xuất kích, phóng tới trong đó hai người quần áo đen, tốc độ của nàng rất nhanh, sắp tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, liền có hai người quần áo đen đầu cùng thân thể phân ra, đầu vẫn như cũ duy trì vẻ kinh hãi. Giết, đế tử Yên hừ lạnh một tiếng, lần nữa nhào về phía mặt khác phóng tới trong cổ lâm hắc y nhân. Giờ khắc này, đế tử gia tộc người cũng động, bọn họ 60-70 người chết ở Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ trong tay, lại có thể thờ ơ đây. Nếu như không phải đế tử Yên không có mở miệng, bọn họ đoán chừng đã sớm trùng sát lên rồi, có thể không quản ngươi có đúng hay không Bích Lạc Hoàng Tuyền người. Người khác sợ hãi Bích Lạc Hoàng Tuyền, nhưng bọn hắn đế tử gia tộc người, có thể chưa hẳn sợ Bích Lạc Hoàng Tuyền. Ha ha, đế tử Yên, ngươi không phải giết ta giết rất sung sướng sao? Hiện tại tới phiên ngươi. Bắc thần tinh hồn cười lớn tiếng nói, sau đó nụ cười đột nhiên ngừng lại, lạnh giọng quát cho ta làm thịt bọn họ. Lời còn chưa dứt, Bắc thần tinh hồn liền cái thứ nhất xông tới, trước đó hắn bị đế tử Yên cùng Cơ Vô Nhạn giết như vậy biệt khuất, bây giờ có thể đánh chó mù đường, hắn như thế nào lại bỏ qua cơ hội như vậy đây? Đế tử Yên một phương nguyên bản ngược lại là có hơn 100 người, nhưng bây giờ, lại chỉ còn lại một nửa không đến, ngoài ra còn có Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ kiềm chế. Bắc thần tinh hồn cũng không còn điều gì cố kỵ. Cơ Vô Nhạn nhìn thấy Bắc thần tinh hồn đánh tới, nhíu mày, cuối cùng vẫn lựa chọn không xuất thủ. Mặc dù hắn không biết Bắc thần tinh hồn cùng đế tử Yên tầm đó là cừu hận gì,
trước đó liên hợp đế tử Yên ứng phó Bắc Thần tinh hồn thì cũng thôi đi. Nhưng là bây giờ Bích Lạc Hoàng Tuyền muốn đối phó đế tử gia tộc, hắn cũng không nguyện ý cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền trở mặt. Hoàng Vô Cương đám người tự nhiên càng thêm sẽ không xuất thủ, bọn họ thậm chí ước gì những người này đều đồng quy vô tận, như thế cũng không có người cùng bọn hắn tranh đoạt vô trần thiên cung truyền thừa. Nhìn thấy nơi xa hỗn loạn chiến đấu, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ cổ quái, quan tiểu thất trước tiên mở miệng nói, ta làm sao có loại cảm giác, những chuyện này đều cùng Tam Ca có quan hệ đây. Ta cũng vậy, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng là cổ quái gật đầu nói, chỉ là không biết, Lão Tam là lúc nào lại âm đế tử gia tộc một cái. Cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế nghĩ, trước đây không lâu bọn họ vừa mới biết rõ đế tử gia tộc Hải Tiểu Kim, hiện tại đế tử gia tộc liền bị Bích Lạc Hoàng Tuyền người ám sát. Lại nghĩ tới Bắc Thần tinh hồn bị Tiêu Phàm hãm hại sự tình, bọn họ đều cho rằng đế tử gia tộc hẳn là cũng bị Tiêu Phàm tính toán. Nếu thật là dạng này, người điện chủ kia cũng thật là đáng sợ. Chiến Hoàng Thiên hít sâu một cái nói. Hiện tại tình hình chiến đấu mặc dù rất loạn, nhưng là bọn họ lại ước gì loạn, chỉ có dạng này, lực chú ý của chúng nhân mới có thể từ Diệp Thi Vũ trên người chuyển di. Chỉ là, cái này nhất định để bọn hắn thất vọng rồi, vô trần thiên cung truyền thừa như thế nào dễ dàng như vậy bị người sơ sót đây. Đem vô trần thiên cung truyền thừa giao ra, Hoàng Vô Cương lăng không mà đứng, quan sát phía dưới Diệp Thi Vũ, bá đạo nói ra. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc hết sức, lần trước hắn bị Tiêu Phàm trọng thương, dựa theo lẽ thường mà nói, không mấy tháng thời gian, là không thể nào phục hồi như cũ. Nhưng hiện tại, Hoàng Vô Cương lại là cái giám sự tình đều không có, khí tức trên thân vẫn như cũ còn đang đỉnh phong, nơi nào có nửa điểm bị thương bộ dáng. Điểm này, mấy ngày trước tận mắt nhìn đến Hoàng Vô Cương bị Tiêu Phàm đánh bay tu sĩ đều không thể nào hiểu được, bởi vậy đối Hoàng Vô Cương cũng càng ngày càng kiêng kỵ. Có người thậm chí thầm than, không hổ là năm đại thánh tử một trong, liền thương thế nặng như vậy đều có thể trong khoảnh khắc phục hồi như cũ. Bất quá cũng có số ít người biết rõ Hoàng Vô Cương là như thế nào phục hồi như cũ, chỉ là bọn hắn biết rõ cũng sẽ không nói ra mà thôi. Muốn truyền thừa, có bản lĩnh bản thân tiến tới lấy. Diệp Thi Vũ ngữ khí lạnh như băng nói. Mặc dù Hoàng Vô Cương khí tức trên thân cho nàng một loại áp bách cảm giác, nhưng nàng thần sắc kiên định, căn bản không có sợ hãi ý nghĩa. Hoàng Vô Cương nhíu mày, lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hướng về phía hắn gật đầu ra hiệu, nói một chút mà nói. Sau một khắc, Hoàng Vô Cương khí tức trên thân đột nhiên đại biến, nếu như nói vừa nãy là một tòa cao không thể chạm ma nhạc, như vậy hiện tại, hắn cho người cảm giác, chính là một chuôi treo ở đỉnh đầu cự kiếm, tùy thời đều có thể chém đi xuống. Ngươi là Tiêu Phàm thê tử, vậy liền có ý tứ. Hoàng Vô Cương nhe răng trợn mắt, trên mặt lộ ra ngoan tuyệt. Hoàng Vô Cương có thể hoàn toàn hiểu rõ. Mấy ngày trước bị Tiêu Phàm đánh bay tràng cảnh, đây chính là đời này của hắn sỉ nhục lớn nhất. Nếu là mình đối Diệp Thi Vũ đều thờ ơ, về sau trong lòng mọi người uy nghiêm cũng chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Tiêu Phàm hắn chưa chắc là đối thủ, nhưng hôm nay nhìn thấy Tiêu Phàm thê tử, hắn tự nhiên muốn hung hăng nhục nhã một phen. Trong mắt hắn, cái kia cái gọi là vô trần thiên cung truyền thừa, đều đã cũng không tính là gì, cũng không có nhục nhã Tiêu Phàm thê tử đến thống khoái. Đoán chừng ngươi là phu quân bại tướng dưới tay a, bằng không cũng sẽ không như thế tức giận. Diệp Thi Vũ hiểu ý cười nói. Lời của hắn, liền tựa như ở Hoàng Vô Cương trên vết thương vung một nắm muối, đau hắn nhe răng trợn mắt, thẹn quá hóa giận, sát ý trong lòng cũng nhịn không được nữa, bạo phát ra. Tiêu Phàm đã chết, hôm nay, ta làm một lần người tốt, liền để vợ chồng các ngươi hai người đoàn tụ. Hoàng Vô Cương cười lạnh nói. Ngay sau đó nhẹ nhàng phất phất tay. Chỉ một thoáng, phía sau hắn bốn người lách mình mà ra, trong nháy mắt đem Diệp Thi Vũ vây ở trung ương, bốn người này là tùy tùng của hắn, thực lực cực kỳ cường đại. Hoàng Vô Cương, khi dễ nữ nhân, hơn nữa còn là lấy nhiều khi ít có gì tài ba. Lúc này, một tiếng khinh thường hét lớn vang lên, lại là nhìn thấy mấy bóng người xông phá đám người bao vây, xuất hiện ở Diệp Thi Vũ chung quanh. Diệp Thi Vũ nhìn thấy người tới, trên mặt cũng lộ ra nụ cười sáng lạn, vừa mới nàng còn tưởng rằng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ rời đi đây, không nghĩ tới còn đang chờ nàng. Nhìn thấy mấy người xuất hiện lần nữa, trong nội tâm nàng không khỏi có chút cảm động.
TRUIENCUATUINET mấy người các ngươi, lần trước không đánh sảng khoái, một lần này mới hảo hảo cùng các ngươi đánh một trận. Nam Cung Tiêu Tiêu ngoạn vị nhìn xem chung quanh bốn người nói. Lần trước bọn họ lo lắng Tiêu Phàm, cho nên bó tay bó chân, hơn nữa bởi vì Tiêu Phàm cùng Hoang Vô Cương đại chiến duyên cớ, bọn họ cũng không có hạ tử thủ. Nhưng là một lần này, bọn họ nhưng không biết có chỗ bảo lưu lại, dù sao, trừ bỏ Hoang Vô Cương, còn có mặt khác không ít người mắt lom lom nữa. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, coi như bọn họ toàn lực ứng phó, cũng chưa hẳn là những người này đối thủ, nói như vậy, chỉ là khí thế không kém gì người. Tiểu ma nữ, qua phía dưới tiểu thất mang ngươi rời đi, ta và chiến huynh cản bọn họ lại. Nam Cung Tiêu Tiêu lại cho Diệp Thi Vũ truyền âm nói. Ta sẽ không đi, Diệp Thi Vũ con ngươi kiên định. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ ở thời khắc mấu chốt chưa từng vứt bỏ nàng, nàng lại làm sao có thể vì mình có thể sống sót, mà đối với bọn hắn bỏ đi không thèm để ý đây. Nếu là Tiêu Phàm biết mình chạy trốn, lại đem làm sao mặt đối huynh đệ của mình. Ngươi, Nam Cung Tiêu Tiêu biểu tình lo lắng, Hoang Vô Cương thực lực bọn họ có thể đều thấy ở trong mắt, mấy người bọn họ liên thủ đều chưa hẳn là địch thủ. Chỉ là không đợi hắn nói xong, Diệp Thi Vũ liền ngắt lời hắn, lạnh lùng nhìn xem Hoang Vô Cương nói, nếu là hắn muốn chết, ta có thể tác thành cho hắn. Giọng điệu bá đạo vang vọng thật lâu ở Nam Cung Tiêu Tiêu tai của bọn hắn bờ, khi bọn hắn nhìn về phía Diệp Thi Vũ lúc, mấy người không kiềm hãm được trong lòng khẽ run. Nam Cung Tiêu Tiêu không khỏi âm thầm cảm khái, Diệp Thi Vũ hay là cái kia tên tiểu ma nữ. Quan Tiểu Thất cùng Chiến Hoàng Thiên cũng âm thầm trầm ngâm, không hổ là Tiêu Phàm nữ nhân, cùng Tiêu Phàm một dạng tự tin, bá đạo. Còn lo lắng cái gì, giết bọn hắn. Hoang Vô Cương gầm thét một tiếng. Hắn hiện tại chỉ muốn giết Diệp Thi Vũ bọn họ, thừa dịp Đế Tử Yên bị Bắc Thần Tinh Hồn cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền người cuốn lấy. Có lẽ hắn cũng có cơ hội lấy được Vô Trần Thiên Cung truyền thừa. Giết, chỉ là Hoang Vô Cương thoại âm vừa dứt, xa xa Cơ Vô Nhạn cũng đột nhiên bén nhọn kêu một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt đem Vô Trần Thiên Cung truyền thừa tặng cho Hoang Vô Cương. Hoang Vô Cương là mạnh, nhưng hắn chỉ có 4 cái tùy tùng, mà bên cạnh hắn, thế nhưng là nhiều đến mấy chục gần trăm cái đại đế cảnh thuộc hạ, tự nhiên không cần thiết e ngại Hoang Vô Cương. Theo Hoang Vô Cương cùng Cơ Vô Nhạn ra lệnh một tiếng, cái kia 4 cái tùy tùng không chút do dự động thủ, Cơ Vô Nhạn 20-30 cái thuộc hạ cũng nhào giết tới. Trong lúc nói chuyện, Cơ Vô Nhạn còn khiêu khích liếc qua Hoang Vô Cương, có thể làm cho 5 đại thánh tử một trong Hoang Vô Cương ăn quả đắng, nhưng hắn trong lòng cực kỳ sảng khoái. Cùng là nhân tộc đỉnh giai thiên tài, Hoang Vô Cương chờ 5 người được phong làm 5 đại thánh tử, trong lòng bọn họ tự nhiên có chút không phục. Phàm là có thể làm cho 5 đại thánh tử ngoảnh mặt sự tình, bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Hừ, Hoang Vô Cương lạnh rên một tiếng, liền con mắt đều không nhìn Cơ Vô Nhạn một cái. Cũng khó trách hắn như thế khinh thường, hắn dù sao cũng là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi, cùng giai chưa có người có thể so sánh, mà Cơ Vô Nhạn vẻn vẹn chỉ là một cái đại đế cảnh hậu kỳ, há lại sẽ bị hắn để ở trong mắt. Cơ Vô Nhạn không quan tâm Hoang Vô Cương sắc mặt, lẳng lặng hướng về xa xa chiến đấu. Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất, Chiến Hoàng Thiên cùng Hoang Bằng 4 cái bị Hoang Vô Cương 4 cái tùy tùng cuốn lấy, đánh thiên hôn địa ám, bất quá một lần này, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy cái rõ ràng muốn quyết đoán rất nhiều, xuất thủ cực kỳ lăng lệ, hung mãnh. Đối diện 4 người, bị 4 người bọn họ gắt gao áp chế ở phía dưới. Bọn họ nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu, mới có thể giúp cái kia bị 20-30 cái đại đế cảnh cường giả vây công Diệp Thi Vũ. Chỉ là, bọn họ đánh giá quá thấp Diệp Thi Vũ thực lực, Cơ Vô Nhạn những thuộc hạ kia vừa mới tới gần, liền có 10 người không hiểu ra sao tử vong, những người khác dọa đến xanh cả mặt. Cơ Vô Nhạn sắc mặt cũng khó coi, lạnh giọng nói, ta ngược lại muốn xem, người tiểu mệnh vận thuật có thể thi triển mấy lần. Tiểu mệnh vận thuật mặc dù bá đạo, nhưng đối tâm thần cùng linh hồn chi lực hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Diệp Thi Vũ chỉ là đại đế cảnh trung kỳ tu vi mà thôi, tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Nhưng mà, rất nhanh liền để Cơ Vô Nhạn thất vọng rồi. Theo hắn 20-30 cái thuộc hạ, một cái tiếp lấy một cái không hiểu ra sao ngã xuống, mà Diệp Thi Vũ mặt không đổi sắc mảy may, Cơ Vô Nhạn lại cũng không cho là mình cái này mấy chục người có thể mài chết Diệp Thi Vũ. Chỉ bất quá,
Diệp Thi Vũ giết tốc độ của con người rõ ràng chậm không ít. Một đám phế vật, làm người cuối cùng tại hư không nổ tung lúc, Cơ Vô Nhạn cũng nhịn không được nữa phẫn nộ trong lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, liền một chưởng đóng hướng Diệp Thi Vũ. Về phần những thuộc hạ kia chết, hắn căn bản không có quan tâm. Hắn thấy, những thuộc hạ kia chết cũng không phải không có chút giá trị, chỉ ít chứng minh tiểu mệnh vận thuật cũng không phải là vô địch. Cái gì? Đột nhiên, Cơ Vô Nhạn sắc mặt đại biến, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lại là nhìn thấy một bộ to lớn sơn hà hỏa quyển từ trên trời giáng xuống, giống như một phiến thiên địa từ trên cao rơi xuống, nhào về phía Diệp Thi Vũ. Sơn hà ấn, Cơ Vô Nhạn kịp phản ứng, nhanh chóng lùi về phía sau, con người băng lãnh nhìn về phía xa xa Hoang Vô Cương, hắn không nghĩ tới, Hoang Vô Cương vậy mà lại làm loại này đánh lén hoạt động. Chết đi, Hoang Vô Cương cười lạnh một tiếng, đạp chân xuống, trong nháy mắt xuất hiện ở sơn hà hỏa quyển phía trên, quanh thân thế giới chi lực cuồn cuộn, chút vào sơn hà hỏa quyển bên trong, hướng về Diệp Thi Vũ chân áp mà xuống. Sơn hà hỏa quyển phong tỏa Diệp Thi Vũ tất cả đường lui, cố kiệu uy áp, để xa xa Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ đều một trận sợ hãi. Hoang Vô Cương, người muốn chết sao? Nhưng mà lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên vang vọng hư không, hóa thành kinh khủng trùng kích nghịch thiên mà lên. Hoang Vô Cương, người muốn chết sao? Phách tuyệt mà tràn ngập sát khí thanh âm vang vọng hư không, giống như một đạo kinh lôi đồng dạng, chấn người nhóm màng nhĩ phát run, rất nhiều người càng là chảy ra máu tươi. Ngay sau đó, để đám người càng thêm rung động sự tình đã xảy ra, chỉ thấy một cỗ mãnh liệt sóng âm năng lượng từ Diệp Thi Vũ cách đó không xa nghịch thiên mà lên, bay thẳng sơn hà hỏa quyển đi. Năng lượng cuồng bạo chấn động phá hủy hư không, những nơi đi qua, nhao nhao vỡ nát, sơn hà hỏa quyển vẻn vẹn giữ vững được mấy hơi thở thời gian, liền biến thành bột mịn. Phía trên Hoang Vô Cương cũng bị chấn động đến huyết dịch sôi trào, nhanh chóng lùi về phía sau, vẻ mặt âm trầm hướng về phía dưới vị trí. Cái này hình như là Tiêu Phàm thanh âm, đám người có người kinh hô mà ra, trong mắt đều là không thể tin. Đây chính là Hoang Vô Cương cổ thuật công kích a, lại bị Tiêu Phàm gầm lên giận dữ phá hủy, cái kia Tiêu Phàm thực lực lại phải làm sao cường đại. Trong lúc nhất thời, bốn phía một mảnh hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Ha ha, lão tam đến, Nam Cung Tiêu Tiêu ngửa mặt lên trời cười to, một kích đánh bay phía trước nam tử. Trên người lôi điện chi lực hiện lên, như lôi thần hàng thế. Ngay sau đó, hắn khí thế trên người lần nữa bạo tăng, phương viên hơn 10 dặm đều bị lôi điện của hắn thế giới chi lực bổ sung, hóa thành đại dương bao la. Chết đi cho ta, Nam Cung Tiêu Tiêu chiến ý tiêu thăng, khí tức khiếp người, lần nữa nhào tới. Chiến Hoàng Thiên cùng Quan Tiểu Thất, Hoàng Bằng cũng lại cũng không cố kỵ chút nào, xuất thủ càng hung hiểm hơn, hung mãnh. Hoang Vô Cương sắc mặt âm trầm, lùi ra phía sau hơn 10 dặm, lạnh lùng hướng về Diệp Thi Vũ vị trí. Vốn chuẩn bị xông lên Cơ Vô Nhạn, cũng liền bận bịu ngừng thân hình, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, Hoang Vô Cương bị một đòn đánh bay, kém chút báo phế một màn. Ngoại trừ Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người vị trí chiến đấu, khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Thi Vũ vị trí. Thẳng đến bụi bặm tán đi. Một đạo hắc ảnh lúc này mới hiển lộ ở trước mắt mọi người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm, đám người con ngươi co rụt lại, mặc dù vừa mới nghe được thanh âm, bọn họ đã có phỏng đoán, nhưng là bây giờ chân chính nhìn thấy, trong lòng bọn họ vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Đám người trong lòng kinh nghi không biết, hắn không phải chết đã mấy ngày sao, làm sao đột nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa, Tiêu Phàm khí tức trên thân nhìn qua so trước mấy ngày càng thêm nội liếm, cái này thời gian mấy ngày, Tiêu Phàm trên người đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn họ ở tự nhiên không biết, Tiêu Phàm bị Thánh Thổ Thần Hoa rơi vào trấn thế đồng quan, vốn là nghĩ trấn phong Tiêu Phàm cả một đời, thật không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà sống sót đi ra. Với bất quá lúc này, Tiêu Phàm lại là không để ý đến đám người, mà là quan tâm nhìn xem Diệp Thi Vũ, thẳng đến Diệp Thi Vũ không ngại. Hắn mới thở dài một hơi. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, lăng lệ con ngươi bỗng nhiên nhìn về phía Hoang Vô Cương, lạnh giọng nói, vừa nãy là ngươi muốn động thủ. Cảm nhận được Tiêu Phàm ánh mắt, chẳng biết tại sao, Hoang Vô Cương cảm giác bị một thanh kiếm đâm trúng đồng dạng, mí mắt một trận cuồng loạn.
mấy ngày không gặp, Tiêu Phàm mang cho hắn áp lực lớn hơn. Không nói lời nào, đó chính là ngươi. Tiêu Phàm hồn nhiên không biết, hắn ở Chấn Thế Đồng Quan bên trong ngốc tốt thời gian mấy năm, nhưng ngoại giới vẻn vẹn đi qua mấy ngày mà thôi. Bất quá hắn cũng không quan tâm, hiện tại hắn chỉ muốn giết chết Hoang Vô Cương, lần trước chỉ là trọng thương hắn, cũng không giết chết hắn, thật không nghĩ đến hắn vậy mà một chút cũng không biết rõ sám hối, còn dám tìm Diệp Thi Vũ phiền phức. Vừa mới một kích kia, nếu không phải là mình kịp thời chạy đến mà nói, như thế nào Diệp Thi Vũ có thể ngăn cản được? Hắn trong lòng có chút may mắn bản thân rời đi Chấn Thế Đồng Quan kịp thời, hơn nữa vừa lúc truyền đến mảnh này cổ cung điện trên không, bằng không mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm bỗng nhiên dẫn theo huyết sắc Tu La Kiếm hướng về Hoang Vô Cương trùng sát đi. Làm Tu La Kiếm xuất hiện thời khắc, chân trời từng đạo chiến minh vang lên, đó là kiếm khí tung hoành thanh âm, bốn phía tu sĩ càng là cảm giác được kiếm trong tay đều đang run rẩy lên, tựa như ở thần phục một dạng. Kiếm của ta chuyện gì xảy ra? Một đám kiếm tu tập thể kinh hãi, không biết vì sao, chỉ có thể gắt gao nắm kiếm trong tay. Kinh ngạc nhất lại là không ai qua được Hoang Vô Cương, hắn chỉ cảm giác mình bị một con rắn độc tập trung vào đồng dạng, một loại tử vong uy hiếp quanh quẩn trong lòng. Chạy, đây là Hoang Vô Cương trong đầu ý niệm đầu tiên. Chỉ là, hắn đường đường man hoang cổ cương người thứ nhất, nhân tộc 3.000 vực năm đại thánh tử một trong, lại có thể chạy trốn. Nếu là hiện tại chạy, không chỉ có riêng ném hắn mặt mình, cũng đồng dạng đất nghỉ nhà mặt, về sau đoán chừng cũng lại không mặt mũi ở nhân tộc ở lại. Hoang Vô Cương trong đầu nhanh chóng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, không chút do dự thi triển chí tôn hoàng thể, trên người tản ra một cỗ khí thế ngút trời. Cuồn cuộn tử khí từ trên người hắn mãnh liệt cuộn trào ra. Chỉ một thoáng, thân thể của hắn nhanh chóng biến lớn, biến thành một tôn cao hơn 10 trượng cự nhân, toàn thân tựa như tử kim đúc thành, quý khí mà bá đạo. Chí tôn hoàng quyền, Hoang Vô Cương một tiếng bạo hống, tựa như bạo phát tích góp tất cả lực lượng đồng dạng, một quyền hung hăng hướng về Tiêu Phàm rơi đập mà xuống, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp. Ầm ầm, cuồng bạo lực lượng trực tiếp vỡ nát hư không. Dù là lại trận pháp giam cầm, cũng ngăn cản không nổi cỗ này lực lượng. Đám người cảm nhận được Hoang Vô Cương trên người lực lượng, cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Một quyền này, dù là thánh đế cảnh tiền kỳ, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Trái lại Tiêu Phàm, mặc dù sát khí nặng nề, cả người cho người ta một loại rất lạnh cảm giác, nhưng cũng không có Hoang Vô Cương trên người loại này khí thế một đi không trở lại. Phốc phốc, theo một tiếng vang giòn truyền ra. Tất cả mọi người con ngươi đều kịch liệt co rút lại một chút, tựa như qua gặp quỷ một dạng. Cũng khó trách bọn hắn như thế rung động, chỉ thấy nơi xa Hoang Vô Cương tử kim cánh tay, ở đụng phải Tiêu Phàm trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm thời khắc, vậy mà liền tựa như một tờ giấy mỏng đồng dạng, bị nhẹ nhàng mở ra. Tê một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Phải biết, đây chính là chín đại cổ thể, chí tôn hoàng thể tự mang cổ thuật A, một quyền phía dưới. Uy lực vô tận, lấy Hoang Vô Cương thực lực, dù là bình thường thánh đế cảnh tiền kỳ, cũng chưa chắc dám chính diện giao phong. Nhưng Tiêu Phàm, thân thể gầy yếu kia, vậy mà dựa vào trong tay một chuôi huyết kiếm, liền phá mở Hoang Vô Cương công kích, càng là chặt đứt cánh tay của hắn. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, cái này khiến đám người làm sao tin tưởng đây. Nhưng mà, Tiêu Phàm huyết kiếm cũng không có như vậy dừng lại. Mà là dọc theo Hoang Vô Cương cái kia to lớn cánh tay tiếp tục đi lên cắt đứt, rất nhanh là đến bả vai vị trí, máu tươi bạo sái trời cao. A à, Hoang Vô Cương đau ngửa mặt lên trời gào thét, một cái tay khác hướng về Tiêu Phàm vỗ tới. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm kéo cái kiếm hoa, trực tiếp đem nguyên cả cánh tay dọc theo bả vai cắt xuống, thân thể đột nhiên lóe lên, so sánh Hoang Vô Cương tốc độ, muốn nhanh hơn không ít. Một lần này tránh. Vừa lúc tránh thoát Hoang Vô Cương bàn tay công kích, mà là xuất hiện ở Hoang Vô Cương gương mặt. Sau một khắc, ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Tiêu Phàm một cước giống như thần tiên đồng dạng, hung hăng quất vào Hoang Vô Cương trên mặt. Đám người khóe miệng giật một cái, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoang Vô Cương bị Tiêu Phàm một cước quất bay, trọng trọng đập xuống đất, đập ngã vô số cung điện, tóe lên đầy trời bụi bặm. Trong lúc nhất thời, toàn trường câm như hến. Đám người toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm hướng về nơi xa lăn lộn bụi bặm, trong lòng không ngừng rung động, trên người có chút phát lạnh.
đây chính là Hoang Vô Cương a, nhân tộc năm đại thánh tử một trong, lại bị một cái nho nhỏ địa vực tu sĩ một cước đạp bay. Trong lúc nhất thời, toàn trường cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người si ngốc nhìn xem không trung đạo hắc ảnh kia. Rất nhiều người càng không dám tin tưởng vuốt vuốt hai mắt, cho rằng mắt mình hoa. Bị oanh bay không phải là Tiêu Phàm sao, làm sao hiện tại trái ngược. Tiêu Phàm đối chiến Hoang Vô Cương, xong, toàn thắng. Hồi lâu, có người run rẩy mở miệng, bờ môi đều đang run lên. Tiêu Phàm hai tay vác sau lưng, tóc dài màu đen trong gió khẽ nhếch, áo bào đen bay phất phới, sắc bén con ngươi lạnh lùng hướng về Hoang Vô Cương bị oanh bay phương hướng. Hỗn trướng tiểu nhi, ta muốn làm thịt ngươi. Bỗng nhiên, một tiếng tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ vang lên, chỉ thấy Hoang Vô Cương từ trong bụi bặm vọt ra. Trước mặt nhiều người như vậy, bị Tiêu Phàm một cước đá vào trên mặt. Một hơi này, hắn lại làm sao có thể nuốt xuống. Nếu là không lấy lại danh dự, về sau hắn ở man hoang cổ vực lại như thế nào ngẩng đầu làm người. Nhìn thấy Hoang Vô Cương đánh tới, Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, một vòng sát quang từ hắn ánh mắt bên trong hiện lên, một sát na kia, Tiêu Phàm sát thực động sát tâm. Bất quá, sát mang chợt lóe lên, liền biến mất ở vô hình. Hắn biết rõ, Hoang Vô Cương có thể chết, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Dù sao, nói đến cùng, hắn vẫn là man hoang cổ cương người. Lấy hắn lực lượng, chống lại bình thường đế vực dĩ nhiên không có vấn đề, nhưng là muốn cùng hoang gia chống lại, vẫn là quá mức xa xôi. Bây giờ Tiêu Phàm đã thành thục rất nhiều, đương nhiên sẽ không vẻn vẹn vì ra một hơi, mà bất chấp hậu quả, dù sao lúc trước thiên võ cổ vực sự tình, chính là một cái đẫm máu giáo huấn. Chờ hắn thực lực đủ cường đại, Phàm là cùng hắn có thù. Tiêu Phàm cũng chắc chắn từng cái thanh toán. Trong phút chốc, Tiêu Phàm bỗng nhiên biến thành tu la chi thể, không chút do dự thi triển ra tu la đệ tứ biến, cùng lúc trước tu la đệ tam biến so sánh, bây giờ thân thể của hắn tựa như chân chính đúc bằng vàng ròng. Nhưng là, nếu luận mỗi về lực lượng, tu la đệ tứ biến tăng cường mấy lần có thừa. Trước đó thi triển tu la đệ tam biến, hắn đều có thể cùng Hoang Vô Cương chống lại. Lại càng không cần phải nói thi triển tu la đệ tứ biến. Oanh, Tiêu Phàm một quyền nổ tung mà ra, hung hăng cùng Hoang Vô Cương nhục thân đụng vào nhau, hai người nắm đấm sinh ra cương phong trực tiếp xé rách hư không, đem cả mảnh trời tế đều cắt ra. Bốn phía tu sĩ vừa lui lại lui, tầng thứ này chiến đấu, đã vượt ra khỏi dữ liệu của bọn hắn. Cho dù là dư ba, cũng đầy đủ đánh giết phổ thông đại đế cảnh trung kỳ. Rằng co. Đám người trong lòng bỗng nhiên rung động, ánh mắt sáng quắc hướng về không trung. Ở phần lớn người xem ra, trước đó Tiêu Phàm có thể đánh bay Hoang Vô Cương, chém đứt hắn một đầu cánh tay, chủ yếu là ỷ vào tu la kiếm, hơn nữa đánh bất ngờ. Bàn về thực lực chân chính, Tiêu Phàm không thể nào là Hoang Vô Cương đối thủ. Cho tới bây giờ, bọn họ lúc này mới phát hiện, bản thân 10 phần sai. Tiêu Phàm thực lực. Thực có thể cùng Hoang Vô Cương chính diện chống lại. Hắn mới chỉ là đại đế cảnh trung kỳ a. Có người hít một hơi lạnh, lên tiếng kinh hô. Tiêu Phàm một cái đại đế cảnh trung kỳ tu sĩ, lại có thể cùng đại đế cảnh đỉnh phong Hoang Vô Cương chống lại. Hơn nữa, đối thủ của hắn còn không phải bình thường đại đế cảnh đỉnh phong, mà là nhân tộc 3000 vực, cùng tuổi một đời cao cấp nhất 5 người một trong, đây quả thực quá mộng ảo. Tu La tộc điệu thấp trăm vạn năm. Lại muốn quật khởi sao? Một cái thế hệ trước tu sĩ cảm khái nói, trong mắt phun phóng tinh quang. Đám người cũng là âm thầm gật đầu, tu la tộc ra đời Tiêu Phàm người này, chỉ cần hắn không chết, nghĩ không quật khởi cũng rất khó. Nếu như bọn họ biết rõ, trước mắt Tiêu Phàm, chính là thế hệ này tu la tộc tộc trưởng, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Hoang Vô Cương, người cũng chỉ đến như thế. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Ngay sau đó lần nữa kích phát thể nội vô tận chiến huyết, một cỗ càng thêm bá đạo lực lượng mãnh liệt cuộn trào ra. Vô tận chiến huyết cùng tu la cửu biến phối hợp, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Hơn nữa, bây giờ Tiêu Phàm vô tận chiến huyết, thế nhưng là lại dung hợp gần 2000 loại thần huyết, uy lực tăng gấp bội không chỉ. Giết ngươi dễ như trở bàn tay, Hoang Vô Cương cười lạnh một tiếng, sau lưng tử sắc hư ảnh chớp động. Một cỗ lực lượng kỳ lạ không ngừng tràn vào Hoang Vô Cương thể nội. Theo cỗ này kỳ lạ lực lượng tràn vào, Hoang Vô Cương thực lực cũng ở không ngừng tăng lên, chỉ là bình thường rất khó phát hiện mà thôi.
Ở Hoang Vô Cương xem ra, theo thần lực của hắn tăng cường, Tiêu Phàm nhất định sẽ rơi vào hạ phong, cho dù giết không chết hắn, cũng có thể đem chàng tử tìm trở về. Nhưng mà một khắc sau, Hoang Vô Cương nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Răng rác, một tiếng vang giòn truyền ra, Hoang Vô Cương vừa mới phục hồi như cũ cánh tay, lần nữa gãy xương, xương vỡ từ đầu vai đâm ra, máu tươi bắn tung tóe. Hoang Vô Cương không có chút nào cảm nhận được thống khổ, chỉ là lộ ra kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm thực lực vậy mà lại đột nhiên tăng vọt. Chẳng lẽ hắn nắm giữ thực lực chợt tăng bí pháp? Không chờ hắn từ trong rung động lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm quyền cương từng khúc tới gần, mắt thấy nắm đấm lại muốn nện ở trên lồng ngực của hắn, Hoang Vô Cương vội vàng hướng phía sau thối lui. Tiêu Phàm thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng tà tà nụ cười, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Ngay sau đó, Tiêu Phàm thân thể nhanh chóng theo vào, không nhìn thẳng Hoang Vô Cương đầu kia đứt gãy cánh tay, nắm đấm đột nhiên trở thành bàn tay, sau đó gào thét một tiếng vung ra. Sau một khắc, trừ bỏ một đạo thanh âm thanh thúy chuyển đến, toàn trường trong nháy mắt biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Ba, một tiếng vang giòn truyền ra, Hoang Vô Cương trên mặt đột nhiên nhiều hơn một cái dấu năm ngón tay, thân thể tức thì bị một cỗ đại lực hung hăng quất bay, trọng trọng nện ở trên đường phố. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, trong miệng đủ để tắc hạ một cái trứng vịt, kinh hãi nhìn xem trời cao Tiêu Phàm. Thậm chí, liền Bích Lạc Hoàng Tuyền cùng Bắc Thần Tinh Hồn hai phương liên thủ đối chiến Đế Tử Yên Nhất Phương chiến đấu cũng đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Nếu như nói lần thứ nhất một cước quất bay Hoang Vô Cương, chỉ là Tiêu Phàm đánh lén, nhân lúc người ta không để ý. Vậy lần thứ hai đây? Lần này thế nhưng là chính diện giao phong a, Tiêu Phàm bàn tay hung hăng quất vào Hoang Vô Cương trên mặt, chẳng lẽ còn là trùng hợp sao? Một bàn tay, không chỉ quạt bay Hoang Vô Cương, cũng đem toàn trường tu sĩ cho phiến mông. Cái này thật chỉ là một cái đại đế cảnh trung kỳ người, một cái nho nhỏ địa vực tu sĩ. Nhưng hiện tại, hắn vầng sáng, lại so nhân tộc 3000 vực trẻ tuổi một đời mạnh nhất thiên tài đều muốn lóa mắt. Coi như mặt khác 4 cái thánh tử, cũng chưa chắc có thể liên tục 2 lần rút Hoang Vô Cương bạt tai a. 5 đại thánh tử, kể từ hôm nay, đoán chừng muốn đổi người. Có người hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm cảnh giới dĩ nhiên chỉ là đại đế cảnh trung kỳ, nhưng hắn thực lực, cũng đã vượt qua Hoang Vô Cương, há chẳng phải là nói rõ, Tiêu Phàm thực lực, cũng đầy đủ bằng được 5 đại thánh tử. Tiêu Bình Thường tức giận tiếng gào thét phá vỡ bình tĩnh hư không, chỉ thấy Hoang Vô Cương từ phế tích một bước bước ra ngoài. Biểu tình dữ tợn, hai mắt đỏ như máu, giống như một đầu tóc cuồng giống như dã thú. Tiêu Phàm thấy thế, lại là cười nhạt một tiếng, nói, làm sao, còn muốn động thủ. Bạt tai còn chưa đủ vang sao. Bạt tai còn chưa đủ vang sao. Tiêu Phàm bình thản ngữ, tựa như vô số đao kiếm, hung hăng cắt Hoang Vô Cương thân thể, nhưng hắn hai mắt trở nên càng thêm đỏ thắm. Ngay trước nhân tộc tu sĩ trước mặt, liên tục bị Tiêu Phàm 2 lần đánh mặt. Đã để hắn trở nên điên cuồng lên. Phía sau hắn tử sắc hư ảnh trở nên càng ngày càng ngưng thực. So với vừa rồi, Hoang Vô Cương cho người ta một loại cảm giác càng nguy hiểm. Bất quá, Tiêu Phàm lại là không sợ hãi, chậm rãi xòe bàn tay ra, Tu La kiếm xuất hiện lần nữa trong tay, hào quang màu đỏ ngòm hết sức yêu diễm. Ngươi nếu thật muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tiêu Phàm nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là vô tận băng lãnh, đáng sợ sát khí từ trên người hắn thấu thể mà ra. Giết Hoang Vô Cương, Tiêu Phàm không dám, từ vừa mới 2 lần hạ thủ lưu tình liền có thể nhìn ra. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là hắn sợ Hoang Vô Cương, nếu là hắn còn không biết điều, Tiêu Phàm không ngại cho hắn một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Chỉ cần không giết chết Hoang Vô Cương, Hoang gia có lẽ sẽ không bỏ qua hắn, nhưng là tuyệt đối không có mặt mũi phái ra thánh đế cảnh cường giả tới giết hắn. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, đám người mí mắt một trận cuồng loạn, một loại cảm giác tử vong quanh quẩn tất cả mọi người trong lòng. Hoang Vô Cương cũng không lui lại, cũng không có xuất thủ, đỏ thắm con người hướng về Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm tháo thành 8 khối, nhưng hắn vẫn như cũ còn duy trì lý trí. Hoang Vô Cương, ngươi sẽ không sợ a? Lúc này, trong đám người một đạo tiếng cười lạnh vang lên, thanh âm có chút bén nhọn. Nghe được thanh âm này, ánh mắt rất nhiều người trong nháy mắt rơi vào một cái Mỹ Nam Tử trên người, Mỹ Nam Tử không phải người khác,
chính là Cơ Gia Cơ Vô Nhạn. Lan, Hoàng Vô Cương nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng sóng âm trùng kích quét sạch mà ra, bay thẳng Cơ Vô Nhạn đi. Tiêu Phàm rút hắn hai bà tai đã để hắn 10 điểm mất thể diện, hắn không dám tiếp tục động thủ, là kiêng kỵ Tiêu Phàm thực lực. Nhưng người Cơ Vô Nhạn tính là thứ gì, cũng dám ở trước mặt ta la hét om sòm. Hoàng Vô Cương tự nhiên là không có tốt tính, hơn nữa trong cơ thể hắn lệ khí cũng cần phát tiết, Cơ Vô Nhạn thiêu động thần kinh của hắn, Hoàng Vô Cương không tìm hắn phát tiết tìm ai đây. Nhìn thấy hung mãnh sóng âm trùng kích đánh tới, Cơ Vô Nhạn cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới, Hoàng Vô Cương vậy mà lại ra tay với hắn. Cơ Vô Nhạn phản ứng cũng tính nhanh, nhưng là, cùng Hoàng Vô Cương thực lực vẫn có chênh lệch rất lớn, cho dù lui ra phía sau, cũng bị cỗ kia sóng âm trùng kích quét chúng. Phốc, Cơ Vô Nhạn bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt tức giận nhìn xem Hoàng Vô Cương. Đám người vẻ mặt kinh ngạc, đây chính là Cơ Vô Nhạn a, lại bị Hoàng Vô Cương gầm lên một tiếng đả thương nặng. Mà cái này dạng Hoàng Vô Cương, còn không phải Tiêu Phàm đối thủ, cái kia Tiêu Phàm lại phải biết bao đáng sợ. Bọn họ không biết là, thời khắc này Hoàng Vô Cương, so với trước đó, lại cường đại hơn rất nhiều, hiển nhiên, hắn còn có mặt khác át chủ bài chưa từng thi triển. Sở dĩ không có động thủ, mà là đang suy nghĩ, đến cùng có hay không tất yếu bại lộ toàn bộ át chủ bài. Còn dám nói một câu, ta muốn ngươi mệnh, nhìn thấy Cơ Vô Nhạn nhìn mình chằm chằm, Hoàng Vô Cương lạnh lùng phun ra một câu. Cơ Vô Nhạn lập tức ngậm miệng không nói, hắn một chút cũng không hoài nghi, mình nếu là tiếp tục mở miệng, Hoàng Vô Cương thực dám giết hắn. Kỳ thật, lúc này Hoàng Vô Cương là cực kỳ tức giận, vừa mới hắn kìm nén một hơi, chờ lấy khí thế của mình đạt tới đỉnh phong, chuẩn bị tiếp tục cùng Tiêu Phàm liều mạng. Nhưng mà theo Cơ Vô Nhạn thanh âm vang lên, ngực của Hoàng Vô Cương cái kia một ngụm vô địch khí, đã bị hắn tan hết. Nếu là khẩu khí kia còn ở đó, Hoàng Vô Cương sẽ cùng Tiêu Phàm liều mạng, nhưng là không thấy khẩu khí kia, Hoàng Vô Cương biết rõ, bản thân hôm nay là không thể nào báo thù. Về phần bại lộ tất cả át chủ bài, Hoàng Vô Cương cũng muốn, nhưng vẫn là nhịn được, ai biết Tiêu Phàm có phải hay không đã bại lộ toàn bộ lá bài tẩy đây. Chí ít, phía trước chấn thế đồng quan vô cùng có khả năng ở trên người hắn. Tiêu Phàm, lần sau gặp ngươi, tất sát ngươi. Thật lâu, Hoàng Vô Cương lúc này mới phun ra một câu, lạnh lùng quét Tiêu Phàm một cái, liền hướng lấy nơi xa bỏ chạy. Ai giết ai còn chưa nhất định đây, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, dường như lầm bầm lầu bầu nói ra. Ở nhân tộc thí luyện cổ lộ, hoặc có lẽ là ở nhân tộc phạm vi bên trong, Tiêu Phàm xác thực tạm thời không dám giết Hoàng Vô Cương. Nhưng nếu là ở chủng tộc khác đế vực, hoặc là tiến nhập vạn tộc thí luyện cổ lộ, Tiêu Phàm có thể cũng không có cái gì cố kỵ, coi như giết Hoàng Vô Cương, như vậy không có người quản hắn. Mấy tức về sau, thẳng đến Hoàng Vô Cương cùng hắn mấy cái tùy tùng rời đi, đám người lúc này mới thở dài một hơi, vừa mới Hoàng Vô Cương trên người tán phát sát ý, để bọn hắn có loại cảm giác tuyệt vọng. Rất nhiều người trên mặt lại là lộ ra một nụ cười, Hoàng Vô Cương đi, không phải cũng liền đại biểu hắn từ bỏ vô trần thiên cung truyền thừa sao. Hiện tại thiếu một cái Hoàng Vô Cương, áp lực của bọn hắn sẽ phải nhỏ rất nhiều. Hừ, Cơ Vô Nhạn lạnh rên một tiếng, vừa mới Hoàng Vô Cương uy hiếp. Nhưng hắn trong lòng 10 điểm khó chịu, có thể lại không thể không kìm nén khẩu khí này. Bây giờ nhìn thấy Hoàng Vô Cương rời đi, Cơ Vô Nhạn lập tức trở lên lớn gan rất nhiều, quay đầu cười tà nhìn xem Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm đúng không, để nữ nhân của ngươi đem vô trần thiên cung truyền thừa giao ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tiêu Phàm thực lực là rất mạnh, nhưng dưới tay hắn thế nhưng là tốt mấy chục người, căn bản không cần thiết sợ Tiêu Phàm mấy người bọn hắn. Coi như lấy 10 phần 1, cái kia cũng đủ rồi. Hơn nữa, Tiêu Phàm không dám giết Hoàng Vô Cương, khẳng định cũng không dám giết hắn Cơ Vô Nhạn, Cơ Vô Nhạn tự nhiên cũng liền không sợ hãi. Đương nhiên, đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ, Tiêu Phàm là không dám giết Hoàng Vô Cương, có thể giết hắn Cơ Vô Nhạn, có lẽ liền không có cố kỵ nhiều như vậy. Vô Trần Thiên Cung truyền thừa, Tiêu Phàm sững sờ, nghi ngờ nhìn Diệp Thi Vũ một cái. Trong lòng có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ tiểu ma nữ đã được đến vô trần thiên cung truyền thừa? Thế nhưng là, vô trần thiên cung truyền thừa không phải trên người mình sao, làm sao còn có một cái? Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng không thôi,
bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, mang theo một tia cười tà nhìn xem Cơ Vô Nhạn nói, người ngược lại là như thế nào không khách khí phương pháp. Liền Hoang Vô Cương còn không sợ, Tiêu Phàm há lại sẽ sợ Cơ Vô Nhạn. Về phần hắn sau lưng cái kia hơn 10 cái đại đế cảnh, Tiêu Phàm hoàn toàn liền con mắt nhìn cũng chưa từng nhìn qua, tu luyện tới bây giờ, chết ở trong tay hắn đại đế cảnh tu sĩ còn thiếu sao. Cơ Vô Nhạn nếu là muốn chết, Tiêu Phàm không ngại lại diệt cái này hơn 10 cái đại đế cảnh. Cơ Vô Nhạn không nghĩ tới Tiêu Phàm không sợ hãi, ngay sau đó ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua Diệp Thi Vũ cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ, nói ta biết ngươi rất mạnh, chúng ta chưa hẳn động được ngươi, nhưng bọn hắn đây. Ta nếu động đến bọn hắn, ngươi ngăn cản được sao? Kỳ thật, trong miệng hắn bọn họ, cũng không bao gồm Diệp Thi Vũ, dù sao, Diệp Thi Vũ thực lực, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua. À, Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới Cơ Vô Nhạn vậy mà dùng bên cạnh mình người thân nhất đến uy hiếp bản thân, hắn sát ý trong lòng cũng chậm chậm hiện lên. Đột nhiên, Tiêu Phàm nghiêng người sang thể, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi động một cái thử xem. Ngươi động một cái thử xem, nghe nói như thế, Cơ Vô Nhạn mí mắt cuồng loạn, hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm căn bản không sợ hắn uy hiếp. Hơn nữa, trên người tán phát cô kia sát ý. Để Cơ Vô Nhạn đều cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, hắn nếu là thật dám động, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ thi triển lôi đình nhất kích. Trong lúc nhất thời, toàn trường lâm vào trong tĩnh mịch. Đừng nói Cơ Vô Nhạn, chính là Bắc Thần Tinh Hồn cùng Đế Tử Yên, cũng không ý định động thủ, Liền Hoang Vô Cương cũng không là đối thủ, bọn họ những người này lại như thế nào có thể địch đây? Các ngươi đây, còn có ai muốn thử xem? Tiêu Phàm khinh miệt quét Cơ Vô Nhạn, con người băng lãnh đảo qua toàn trường. Ở Bắc Thần Tinh Hồn cùng Đế Tử Yên trên thân hai người còn dừng lại lâu hơn một chút. Người nơi này, có thể làm cho Tiêu Phàm nghiêm túc đối phó, cũng chỉ có Bắc Thần Tinh Hồn cùng Đế Tử Yên. Về phần những người khác, Tiêu Phàm thật đúng là không để trong mắt, nếu ai dám tiến lên, Tiêu Phàm cảm giác không ngại muốn mệnh của hắn. Rất nhiều tu sĩ nghe được Tiêu Phàm cái kia giọng điệu bá đạo, trong lúc nhất thời không ai dám động đậy, dù là trong lòng của mọi người 10 điểm phẫn nộ. Bắc Thần Tinh Hồn cùng Đế Tử Yên càng là sắc mặt tái xanh, bọn họ từng khi nào như thế biệt khuất qua, huống chi còn là ở một cái bình thường địa vực tu sĩ trước mặt. Nhưng trước mắt cái này bình thường vực tu sĩ, lại là Liền Hoang Vô Cương cũng không là đối thủ, bọn họ lại như thế nào có thể địch đây? Không muốn thử, liền lăn, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Tiêu Phàm, ngươi muốn chết, Bắc Thần Tinh Hồn quát lạnh một tiếng, lại cũng không dám tiến lên. Hắn đã không chỉ lần thứ nhất bị Tiêu Phàm quát lớn. Nhưng dù vậy, trong lòng của hắn cũng dễ chịu không được, nhất là trước mặt nhiều người như vậy. Đế Tử Yên càng là như vậy, nàng chính là đường đường đế tử gia tộc đỉnh cấp thiên tài, thân làm nữ tử, chưa bao giờ cho là mình yếu hơn người khác. Bây giờ lại bị một cái nho nhỏ địa vực tu sĩ như thế quát lớn, chỗ nào nuốt trôi khẩu khí này. Bất quá, hắn cũng không có tự mình động thủ. Mà là cho trong đó mấy người thuộc hạ một ánh mắt, những người kia hiểu ý, đột nhiên hướng về Diệp Thi Vũ cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ đánh giết đi. Mấy người cũng là đại đế cảnh đỉnh phong, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hơn nữa còn là đánh bất ngờ, dù là Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ nghĩ chống đối có nhiều chút vội vàng. Chỉ bất quá, mấy người cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi ý nghĩa, làm xong kịch chiến chuẩn bị. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm lại là cười lạnh một tiếng. Thân hình của hắn đột nhiên lóe lên, tầm 10 cỗ linh hồn phân thân gào thét mà ra, trong nháy mắt ngăn cản mấy người kia đường đi. Cái gì, đám người sắc mặt đại biến, chẳng ai ngờ rằng, hư không vậy mà đột nhiên toát ra nhiều như vậy cái Tiêu Phàm. Linh hồn phân liệt thần thông, có người nhận ra Tiêu Phàm loại này thủ đoạn, không khỏi hít một hơi lạnh. Kinh hãi nhất không ai có thể hơn tại đế tử gia tộc những người đó, bọn họ đánh bất ngờ muốn đánh lén Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ. Nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm phản ứng như thế tấn mãnh. Nhất là Tiêu Phàm trên người tán phát khí thế, càng là cực kỳ đáng sợ, cho dù là bọn họ những cái này đại đế cảnh đỉnh phong, cũng cảm thấy sợ hãi. Tiểu thiên thế giới, tầm 10 cỗ linh hồn phân thân đồng thời quát như sấm, bốn phía thời không bỗng nhiên phát sinh biến hóa, một tầng chồng lên một tầng. Cổ pháp 3000 thế giới, Tiêu Phàm đã tu luyện đến vài trăm cái tiểu thiên thế giới cấp độ. Mặc dù khoảng cách đệ nhị trọng trung thiên thế giới còn có nhất định khoảng cách, nhưng là uy lực vô tận.
những người kia vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy linh hồn bị một cỗ thời không lực lượng rút lấy đồng dạng, trong phút chốc không thể động đậy. Giờ khắc này, mấy đạo chớp lóe từ hư không xẹt qua, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp xuyên thủng mấy người kia mi tâm. Ngươi dám, đệ tử Yên kêu to, cuồng bạo khí thế hướng về Tiêu Phàm nghiền ép đi. Nhưng mà, Tiêu Phàm căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái, tay nâng kiếm rơi, trực tiếp mạt sát đệ tử gia tộc mấy cái đại đế cảnh cường giả tối đỉnh, liền mệnh thạch đều không buông tha. Lúc này, đệ tử Yên đã đi tới Tiêu Phàm cách đó không xa, hai tay kết ấn, từng đạo hào quang từ bốn phía gào thét mà tới, kết thành một cái lưới lớn, đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Tới thật đúng lúc, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, nguyên bản hắn còn không có dự định hiện tại liền cùng đệ tử gia tộc người giao phong, không nghĩ tới đệ tử Yên vậy mà chủ động xuất thủ, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không còn điều gì cố kỵ. Nếu như có thể giết chết đệ tử Yên, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Dù sao, hắn nhưng là man hoang cổ cương người, cùng đế trần cổ cương thế nhưng là chênh lệch vô số 10 vạn 8 ngàn dặm, đế trần cổ cương người muốn tìm hắn gây phiền phức, còn muốn vòng qua trung gian thần đạo cổ cương đây. Thế giới chi võng, khốn, đệ tử Yên trong mắt cũng chán phóng sát khí, trên người chán phóng từng đạo dáng hồng mang, đem cả người sấn thác vô cùng thánh khiết, giống như tiên nữ hạ phàm. Xa xa nhìn tới, để cho người ta có loại quỳ bái cảm giác. Cửu khiếu linh lung thể sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, ngắm nhìn bốn phía cái kia một tấm tử dáng hồng mang tạo thành lưới lớn, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra. Trường này quang võng, chính là từ thế giới chi lực ngưng tụ mà thành, dị thường kiên cố, hơn nữa thế giới chi lực sợi tơ còn đang lấy một loại quỷ dị tốc độ rung động, nếu là đụng tới, tuyệt đối có thể tùy tiện mở ra đế binh. Người bình thường muốn tránh thoát rậm rạp chẳng chỉ thế giới chi lực sợi tơ, cơ bản là không thể nào, đáng tiếc hắn gặp được Tiêu Phàm. Theo thần lực tràn vào Tiêu Phàm hai mắt, thế giới trước mắt lập tức biến thành hắc bạch chi sắc, vô số sợi tơ in vào trong óc hắn, hội tụ thành một tấm thần văn lưới lớn. Tiêu Phàm chân đạp kỳ dị bộ pháp, giống như đang khiêu vũ đồng dạng, lấy quỷ dị tốc độ tránh thoát từng đầu thế giới chi lực sợi tơ. Đệ tử Yên nhìn thấy một màn này, đôi mắt đẹp hơi đổi. Thế giới chi võng, khóa. Đệ tử Yên lạnh lùng phun ra mấy chữ, nàng thon thon tay ngọc nhanh chóng biến hóa. Những cái kia thế giới chi lực sợi tơ, theo nàng đầu ngón tay nhảy lên, cũng đang nhanh chóng biến hóa. Xa xa nhìn tới, liền tựa như vô số rắn trườn không ngừng công kích tới Tiêu Phàm, đem Tiêu Phàm vây ở trong phạm vi nhất định. Đám người nhìn thấy một màn này, kinh hãi không thôi. Phải biết, liền hoang vô cương đều không phải là Tiêu Phàm đối thủ a, đệ tử Yên lại có thể cuốn lấy Tiêu Phàm, chỉ bằng điểm này, nàng liền đã vượt qua hoang vô cương. Cửu khiếu linh lung thể, cũng chỉ đến như thế, chơi cũng không xê xích gì nhiều. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, xòe bàn tay ra, huyết sắc tu la kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay. Thử ngâm, Tiêu Phàm kéo một cái kiếm hoa, một đạo huyết mang bắn ra, bay thẳng thế giới lực sợi tơ đi. Đệ tử Yên trên mặt lộ ra khinh thường, cười lạnh nói, đây chính là thế giới chi lực sợi tơ, người như thế nào kiếm có thể chặt đứt. Nhưng mà lời còn chưa dứt. Nụ cười của hắn trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, thay vào đó là vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy kiếm khí màu đỏ ngòm kia ở đụng phải huyết sắc sợi tơ thời khắc, lại là tựa như một tờ giấy mỏng đồng dạng, bị tùy tiện chặt đứt, Tiêu Phàm thân hình trong nháy mắt tránh thoát ra. Đồng thời, Tiêu Phàm thân thể lấn người mà tiến, trong nháy mắt liền đến đệ tử Yên trước người, trong tay tu la kiếm nhấc lên, lạnh như băng kiếm quang lần nữa nở rộ. Trong chớp nhoáng này, đệ tử Yên con ngươi co rụt lại, hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, vội vàng thời khắc, thân thể của nàng bỗng trở nên hư hóa lên, tựa như không tồn tại mảnh không gian này. Phốc suy một tiếng, Tiêu Phàm kiếm quang xuyên thủng đệ tử Yên thân thể, ánh mắt của mọi người tất cả đều ngưng kết ở trong nháy mắt này. Đệ tử Yên bị giết, chỉ chốc lát sau, trong đám người có người lên tiếng kinh hô, vẻ mặt đờ đẫn nhìn xem Tiêu Phàm vị trí, một mảnh hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Đây chính là đệ tử Yên a, đệ tử gia tộc đệ nhị thiên tài, vẻn vẹn yếu tại năm đại thánh tử nhân vật, vậy mà chết ở trước mắt mình. Đám người không thể tin được bản thân nhìn thấy, một số người nhìn không được vuốt vuốt hai mắt. Tiêu Phàm nhìn xem bị bản thân chém giết đệ tử Yên, nhíu mày. Cửu khiếu linh lung thể, dễ dàng chết như vậy sao?
Tiêu Phàm trong lòng trầm giọng nói, vừa mới một sát na kia, hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng là lạ ở chỗ nào, hắn lại nói không ra. Hắn nghịch loạn chi đồng mở ra, phòng bị nhìn xem bốn phía, hắn có thể không tin, đế tử Yên liền dễ dàng như vậy bị hắn giết chết. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là liền tu la chi thể đều không thi triển, nếu như đế tử Yên liền chết như vậy, cái kia cổ cương thiên tài cũng quá không đáng giá. Đột nhiên, Tiêu Phàm trong mắt một chút thế giới chi lực tơ nhện phát sinh quỷ dị biến hóa, nhanh chóng hướng về một phương hướng hội tụ đi. Vẻn vẹn trong lúc hô hấp, thế giới chi lực tơ nhện liền ngưng tụ thành người bộ dáng, trừ bỏ đế tử Yên còn có thể là ai? Có ý tứ, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, tu la kiếm xuất thủ lần nữa, bất quá một lần này, đế tử Yên rõ ràng có chuẩn bị, cực tốc hướng phía sau thối lui. Tiêu Phàm, người đừng khinh người quá đáng. Đế tử Yên quát to. Vừa rồi cùng Tiêu Phàm giao phong, nàng chỉ là muốn thăm dò một lần Tiêu Phàm thực lực, đáng tiếc căn bản là không có thăm dò ra Tiêu Phàm cực hạn. Nàng biết rõ, bằng vào nàng một người, muốn giết chết Tiêu Phàm, cơ hồ là không thể nào. Đồng dạng, Tiêu Phàm muốn giết chết nàng, càng là chuyện không thể nào. Khinh người quá đáng, Tiêu Phàm càn rỡ cười to. Sát khí lạnh lẽo nở rộ, người đế tử Yên trong miệng vậy mà cũng có, khinh người quá đáng, mấy chữ này. Hôm nay, ta còn thực sự liền khinh người quá đáng, người dám giết ta huynh đệ, ta liền muốn người đế tử gia tộc người đến đền mạng. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm thân thể đột nhiên chia ra gần 100 cỗ linh hồn, đánh về phía mặt khác đế tử gia tộc người. Ngươi, đế tử Yên bị Tiêu Phàm cử động hù dọa, cho tới nay, đều chỉ có nàng đế tử gia tộc người giết người. Nơi nào sẽ xuất hiện những người khác giết nàng đế tử gia tộc người đâu. Nhưng mà hôm nay, Tiêu Phàm liền nói cho hắn, cũng không phải là tất cả mọi người sợ nàng đế tử gia tộc. Tiêu Phàm chẳng lẽ điên rồi sao, vậy mà muốn giết đế tử gia tộc người. Vừa rồi hắn giết chết mười mấy cái chẳng lẽ không phải đế tử gia tộc người sao. Đó là ngươi không hiểu rõ hắn, trong thiên hạ, đoán chừng không có cái gì là hắn Tiêu Phàm không dám giết. Không sai. Vừa rồi nếu là Hoang Vô Cương không rời đi, Tiêu Phàm lại còn coi khả năng giết chết hắn, đương nhiên, hắn cũng chưa chắc có thực lực này, nhưng tuyệt đối có can đảm này. Bốn phía tu sĩ nghị luận, có ít người cho rằng Tiêu Phàm tự tìm chết, vậy mà đắc tội đế tử gia tộc người. Nhưng cũng có người rất bội phục Tiêu Phàm dũng khí, mặc dù Tiêu Phàm chỉ là bình thường vực tu sĩ, nhưng một thân ngông nghênh, nhưng tiên có người có thể địch. Đế tử gia tộc lại như thế nào, người dám giết ta? Ta cũng một dạng dám giết ngươi. Đây chính là Tiêu Phàm làm người, từ chiến hồn đại lục tu luyện tới hiện tại, hắn còn chưa bao giờ sợ qua cái gì. Chỉ là hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh, nếu là đột phá thánh đế cảnh, hắn tuyệt đối dám trực tiếp một người một kiếm giết vào đế tử gia tộc vị trí. Tiêu Phàm, ngươi dám giết ta đế tử gia tộc người, đế tử gia tộc cùng ngươi không chết không thôi. Đế tử Yên nổi giận gầm lên một tiếng. Không chết không thôi. Bằng ngươi còn không xứng. Tiêu Phàm cười lạnh nói, tu la kiếm huy động, đầy trời kiếm khí tuôn hướng đế tử Yên vừa lui lại lui. Nàng rốt cục tin tưởng, Tiêu Phàm thực dám giết nàng, nhưng không biết cố kỵ nàng là đế tử gia tộc người, càng thêm sẽ không cố kỵ nàng là cái gì nữ nhân. Tiểu thư, cứu ta. Ta nơi xa, một mảnh tiếng kêu rên không ngừng truyền đến, Tiêu Phàm linh hồn phân thân không muốn sống đồng dạng, chém giết lấy đế tử gia tộc người. Linh hồn phân thân thực lực có lẽ không đủ để giết chết đại đế cảnh hậu kỳ trở lên tu sĩ, thế nhưng cỗ điên cuồng liều mạng sức lực, lại là để đại đế cảnh đỉnh phong đều sợ hãi. Bởi vì bọn hắn cũng chỉ là linh hồn phân thân, cho nên căn bản cũng không có sợ chết nói chuyện. Vẻn vẹn 10 thời gian mấy hơi thở, đế tử gia tộc cường giả liền vẫn lạc mười mấy, tiếp tục như vậy, đoán chừng đều phải chết ở chỗ này không thể. Lui, đế tử Yên nổi giận gầm lên một tiếng. Hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm một cái, nhanh chóng hướng về nơi xa thối lui. Nàng trong lòng có chút hối hận, sớm biết liền không nên đắc tội Tiêu Phàm tên sát tinh này, bằng không mà nói, cũng sẽ không tổn thất nhiều như vậy đại đế cảnh. Đế tử gia tộc người nghe vậy, nơi nào còn dám dừng lại, tất cả đều liều mạng hướng nơi xa bỏ chạy. Dù vậy, Tiêu Phàm cũng liều chết chém giết 4-5 cái, nhìn thấy một màn này, toàn trường một trận sợ hãi. Bắc thần tinh hồn cùng cơ vô nhạn hai người thấy thế, chạy cũng không phải bình thường nhanh,
thời gian mấy hơi thở liền không thấy bóng dáng. Bốn phía tu sĩ khác cũng không ít người thối lui, bọn họ đều bị Tiêu Phàm cỗ kia hung ác sức lực dọa sợ, nhao nhao hướng phía sau thối lui. Nhưng là, cũng không ít người không hề rời đi, trốn núp trong bóng tối, tìm kiếm lấy thích hợp cơ hội ra tay. Cho các ngươi thời gian ba hơi thở, không rời đi người, giết không tha. Tiêu Phàm nhưng không có buông tha tính toán của bọn hắn. Phàm là lưu lại, hơn phân nửa cũng là nghĩ đối phó bọn hắn, Tiêu Phàm tự nhiên không cần thiết khách khí với bọn họ. Vừa lúc bản thân mới vừa cố kia ngoan kính còn có thể đưa đến chấn nhiếp nhất định tác dụng, nghĩ đến cũng không người nghĩ ở trước mặt mình muốn chết. Quả nhiên, Tiêu Phàm thoại âm vừa dứt, bốn phía ẩn núp tu sĩ, nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất cùng Chiến Hoàng Thiên mấy người nhìn thấy một màn này, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Ba người bọn họ thực lực, cũng xem là tốt, nhưng bọn hắn sát sinh sát tử, đều chưa chắc có thể bảo vệ tốt Diệp Thi Vũ. Nhưng Tiêu Phàm một người, lại chấn nhiếp toàn trường, một người canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông. Vẻn vẹn lấy lực lượng một người, dọa lui hàng trăm hàng ngàn đại đế cảnh, cái này muốn nói ra đi không ai tin, nhưng bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến. Tiêu Phàm nhìn thấy bốn phía tu sĩ rời đi, cũng không nhịn được thở dài một hơi. Nếu là tất cả mọi người cùng nhau xuất thủ, lấy hắn thực lực, cũng chưa chắc có thể bảo trụ Nam Cung Tiêu Tiêu tất cả mọi người bọn họ chu toàn. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, ngắm nhìn xa xa một tòa cổ xưa cung điện bên trong, lạnh giọng nói, thật đúng là không có sợ chết, dám khiêu khích sự kiên nhẫn của ta. Hồng hộc một tiếng, Tiêu Phàm chào hỏi không đánh, Tu La Kiếm liên tục phun ra vài kiếm, bay thẳng tòa cung điện kia đi. Lấy hắn bây giờ xuất kiếm tốc độ cùng công kích lực, cho dù bình thường đại đế cảnh đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể đỡ được. Nơi đó có người, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người sững sờ, vẻ mặt phòng bị hướng về tòa cung điện kia, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Kiếm khí xé toang hư không, mang theo một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt đi tới cung điện trước mặt, nhưng mà lúc này, cung điện bên trong cũng bỗng bắn ra mấy kiếm, cùng Tiêu Phàm kiếm khí đụng vào nhau. Phanh phanh phanh, mấy tiếng nổ vang, tất cả kiếm khí tất cả đều nổ tung, hóa thành vô số kiếm vũ tiêu tán trên không trung, cung điện không chịu nổi cỗ kia uy áp, trực tiếp hóa thành bột mịn. Nhưng mà, ở cái kia bụi bặm bên trong, lại là bắn ra một đạo hắc ảnh. Bóng đen xuất hiện, lập tức để Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người thần kinh căng cứng, phải biết, bọn họ vừa mới kiểm tra một phen, có thể căn bản không phát hiện bất luận bóng người nào. Chẳng phải là nói bóng đen này thực lực, so với bọn hắn đều cường đại hơn. Tiêu Phàm vẫn còn tính bình tĩnh, híp hai mắt nhìn xem bóng đen đối diện, trầm giọng nói, chúng ta gặp qua, đúng không? Ngươi cứ nói đi, một đạo thanh âm mờ mịt hư vô vang lên. Bóng đen bó chặt áo bào đen, thấy không rõ là nam hay là nữ, trên mặt che mặt, vẻn vẹn lộ ra cặp mắt. Chúng ta hẳn là không quen, ngươi có thể đi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, thần sắc bình tĩnh nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn nhưng trong lòng thì đã có phỏng đoán, trước mắt người áo đen này, hẳn là đã từng hai lần ám sát qua hắn người. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm sẽ không đi thừa nhận, coi như đối phương thừa nhận, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Bởi vì hắn thế nhưng là lợi dụng cướp đoạt khối kia hoàng tuyền sứ giả lệnh, hung hăng hố bích lạc hoàng tuyền một cái, cướp đi bọn họ tất cả thần thi cùng khi thiên huyết quan. Nếu là hắn thừa nhận thân phận của đối phương, chẳng phải là nói cho đối phương biết, liền là chính hắn dùng hoàng tuyển sứ giả lệnh hố bích lạc hoàng tuyển sát thủ, sau đó giá họa cho đế tử gia tộc người. Hô hô, đột nhiên, bốn phía từng đạo bóng đen thoáng hiện, xuất hiện ở cái kia hắc bào nhân bên người, cung kính cúi đầu, sau đó lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm bọn họ. Tiêu Phàm nhíu mày, người tới bên trong, một người cầm đầu hắc y nhân hắn liếc mắt liền nhận ra, chính là Dạ Vân. Tiêu Phàm cũng chính là từ trong tay hắn lừa gạt hơn 20 cỗ thần thi cùng giả khi thiên huyết quan, sau đó giá họa cho hỏa lão đầu. Nhìn thấy người này thời khắc, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, hắn đã đại khái đoán được trước đó cái kia hắc y nhân thân phận, người này hẳn là bích lạc hoàng tuyền nhị tiểu thư. Chỉ là nàng bó chặt áo bào đen, căn bản nhìn không ra là nam hay là nữ, hơn nữa hắn dịch dung trình độ cực kỳ cường đại, người bình thường căn bản nhìn không ra. Hiện tại ngươi có thể đem hoàng tuyển sứ giả lệnh giao ra đây sao? Cầm đầu hắc bào nhân mở miệng, trong giọng nói đều là hí ngược.
Nghe nói như thế, Tiêu Phàm đã hoàn toàn có thể khẳng định thân phận của nàng, hẳn là Bích Lạc Hoàng Tuyền nhị tiểu thư Hoa Thiên Ngữ. Lúc trước Hoa Thiên Ngữ lần thứ hai ám sát Tiêu Phàm thời điểm, muốn cùng Tiêu Phàm giao dịch nàng Hoàng Tuyền sứ giả lệnh, chỉ bất quá bị Tiêu Phàm cự tuyệt. Tiêu Phàm còn nhớ mình uy hiếp nàng, nàng lúc trước nói khối này Hoàng Tuyền sứ giả lệnh không thế nào đáng tiền, cùng lắm thì lại làm một khối. Hiện tại Tiêu Phàm rốt cuộc minh bạch, lúc ấy nàng cũng không có nói láo, bởi vì khối này Hoàng Tuyền sứ giả lệnh là nàng cá nhân lệnh bài, cùng chân chính Hoàng Tuyền sứ giả lệnh khác biệt. Vừa mới nghe được Dạ Vân báo cáo, nàng liền đã biết rõ là chuyện gì xảy ra, 89 phần 10 là Tiêu Phàm lợi dụng lệnh bài của hắn cướp đi Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ vật, sau đó giá họa cho đế tử gia tộc. Đây cũng là nàng chưa bao giờ không nghĩ tới, bằng không mà nói, vô luận tiêu phí giá bao nhiêu, nàng cũng sẽ từ Tiêu Phàm trong tay đoạt lại lệnh bài của mình. Bất quá, lúc ấy một mình nàng không cách nào bức bách Tiêu Phàm, nhưng bây giờ, bọn họ một phương có thể chiếm cứ lấy ưu thế, Tiêu Phàm nếu là không giao ra lệnh bài của nàng, tất nhiên sẽ gặp bọn họ lôi đình trả thù. Nghe được lời nói của Hoa Thiên Ngữ, Dạ Vân đám người sắc mặt đại biến, sát ý lạnh như băng trong nháy mắt tập trung vào Tiêu Phàm, bọn họ làm sao còn không biết, là Tiêu Phàm lừa gạt thần của bọn họ thì đây. Cái gì Hoàng Tuyền sứ giả lệnh? Tiêu Phàm giả bộ như không biết gì cả bộ dáng, đột nhiên vỗ trán một cái nói, đúng nga, ta nhớ ra rồi, lúc trước ngươi tối giết ta thời điểm, bị ta đoạt ngươi Hoàng Tuyền sứ giả lệnh. Lời này vừa nói ra, Hoa Thiên Ngữ con ngươi ngưng tụ, vẻ sát ý bắn ra, mặc dù không nhìn thấy mặt của nàng, nhưng đủ để tưởng tượng sắc mặt của nàng đến cỡ nào khó coi. Một sát thủ, bị người cướp đi lệnh bài, cái này vốn là một kiện trên mặt không ánh sáng sự tình. Có thể Tiêu Phàm vậy mà ngay trước nhiều như vậy mặt của thuộc hạ nói ra. Hừ, Hoa Thiên Ngữ lạnh rên một tiếng, Tiêu Phàm, ngươi cần phải biết, tốt nhất đem đồ vật giao ra, nếu không, lấy ngươi thực lực, Bích Lạc Hoàng Tuyền muốn giết ngươi, liền tựa như nghiền chết một con kiến. Ta cùng với Bích Lạc Hoàng Tuyền không oán không cừu, Bích Lạc Hoàng Tuyền giết ta làm cái gì? Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi hẳn là lo lắng chính ngươi a. Hoa Thiên Ngữ trong lúc nhất thời không biết nói gì, nàng lại như thế nào không biết Tiêu Phàm ý nghĩa đây. 49 cô kia thần thi, thế nhưng là bởi vì nàng lệnh bài đánh mất, dù là nàng là Bích Lạc Hoàng Tuyền nhị tiểu thư, cũng tất nhiên không thể thiếu phiền phức. À, đúng rồi, người tấm lệnh bài kia, ta sớm tại 5 năm trước liền đã vứt bỏ, nhét vào bách sát chiến trường bên trong, về phần ai nhặt được, ta cũng không biết. Tiêu Phàm vừa cười bổ sung một câu. Hoa Thiên Ngữ sắc mặt âm trầm hết sức, Tiêu Phàm không thừa nhận nàng thật vẫn không có cách nào một khối lệnh bài mà thôi, Tiêu Phàm xác thực tùy thời có thể vứt bỏ. Nếu như vậy, những người khác thật vẫn khả năng nhặt được lệnh bài. Nói cách khác, chân chính cướp đi Bích Lạc Hoàng Tuyền 49 cỗ thần thi người, cùng Tiêu Phàm không có bất cứ quan hệ nào. Tiêu Phàm, người đừng muốn rảo biện. Hoa Thiên Ngữ ngữ khí càng ngày càng lạnh, dù là lấy thân phận của nàng, cũng gánh chịu không được 49 cỗ kia thần thi đánh mất trách nhiệm. 49 cỗ thần thi bên trong có đồ vật gì Hoa Thiên Ngữ không biết, nhưng nàng nghe nàng phụ thân nói qua, bên trong là Bích Lạc Hoàng Tuyền thuế biến căn bản. Nhưng hiện tại 49 cỗ thần thi không thấy, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng Bích Lạc Hoàng Tuyền tương lai, nàng lại như thế nào hướng phụ thân nàng bàn giao đây? Hừ, rào biện lại như thế nào? Người ta ân oán giữa còn không tính toán rõ ràng đây. Lần trước không giết ngươi, một lần này, ngươi chạy trốn được sao? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn bộc phát ra. Nhị tiểu thư, đi mau. Dạ Vân thấy thế, cũng là sắc mặt đại biến. Tiêu Phàm thực lực hắn nhưng là thấy tận mắt, liền Hoang Vô Cương chính diện giao phong cũng không là đối thủ, huống chi bọn họ đâu. Tiêu Phàm, ngươi nếu không đem đồ vật giao ra, sao Bích Lạc Hoàng Tuyền tuyệt không từ bỏ ý đồ. Hoa Thiên Ngữ khẽ quát một tiếng, thân thể bỗng tại chỗ biến mất, chỉ có một thanh âm vang vọng thật lâu tại hư không. Dạ Vân đám người cũng không dám ngừng lưu, nhìn thật sâu Tiêu Phàm một cái, nhớ kỹ mặt mũi của hắn về sau, liền nhanh chóng biến mất. Tiêu Phàm nhìn qua Hoa Thiên Ngữ bọn họ rời đi phương hướng, không khỏi híp híp hai mắt. Nếu như Bích Lạc Hoàng Tuyền nhận định là ta tranh đoạt thần của bọn họ thì, thật đúng là không biện pháp gì, bất quá, chuyện này. Ta bất kể như thế nào cũng không thể thừa nhận. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tiếng nói.
Mích Lạc Hoàng Tuyền tồn tại vô số tuế nguyệt, tự nhiên có về căn bản. Tiêu Phàm tình nguyện đắc tội hoàng gia, đế tử gia tộc, cũng không nguyện ý đi đắc tội Mích Lạc Hoàng Tuyền, đáng tiếc, 49 cỗ kia thần thi, sức hấp dẫn quá lớn. Phu quân, nữ tử kia chính là ai? Diệp Thi Vũ đột nhiên xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, ngữ khí bất thiện nói. Ta cũng không biết, Tiêu Phàm lắc đầu, ngay sau đó đem sự tình trước kia đơn giản giải thích một lần. Lão Tam, ngươi là không muốn giết nữ nhân, hay là thật giết không chết a? Nam Cung Tiêu Tiêu trêu ghẹo nói. Vừa dứt lời, Diệp Thi Vũ hung hăng chừng Tiêu Phàm một cái, Tiêu Phàm liền vội vàng lắc đầu nói, cái này gọi hoa thiên ngữ, thân pháp hết sức kỳ lạ, muốn giết nàng rất khó. Dừng một chút, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến những ngày qua hắn một mực vấn đề quan tâm nhất, trầm giọng nói, đúng rồi Thi Vũ, hài tử rốt cuộc là ai cướp đi. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm chung quanh lập tức trở nên băng lạnh, hư không chậm rãi kết thành xương lạnh. Lão Tam, có ý tứ gì? Nam Cung Tiêu Tiêu lông mày nhíu lại, trong lòng có loại dự cảm xấu. Tiêu Phàm không có trả lời, mà là lẳng lặng nhìn Diệp Thi Vũ, hắn nghĩ biết rõ chuyện đầu đuôi. Diệp Thi Vũ nghe vậy, hai mắt đỏ bừng, bất quá rất nhanh liền trở nên kiên nghị, cũng đem ngày đó phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất hai người nghe được vô cùng phẫn nộ, sát khí cũng nhịn không được nữa bạo phát ra, quát lạnh nói, dám cướp ta chất nhi, muốn chết. Tiêu Phàm vỗ vỗ Diệp Thi Vũ bả vai, nói yên tâm, hài tử không có việc gì, lãng đại ca hắn hẳn phải biết là ai cướp đi hài tử đúng không? Hắn không nói với ta, nhưng hắn nói qua, sẽ đích thân nói cho ngươi. Diệp Thi Vũ gật gật đầu. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu. Lãng Thiên là người phương nào, đây chính là Bách Sát Các nhị trưởng lão a, đường đường thánh đế cảnh cường giả, trong thiên hạ, còn có ai có thể từ trong tay hắn cướp người. Nhưng mà sự thật chính là như thế, có thể nghĩ cái kia cướp người, thực lực là biết bao khủng bố. Hơn nữa Tiêu Phàm nghĩ tới càng nhiều, Lãng Thiên không đem việc này nói cho Diệp Thi Vũ, đoán chừng chính là sợ Diệp Thi Vũ đi chịu chết, lúc này mới cố ý che giấu đi. Thi Vũ, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ tìm được hài tử. Tiêu Phàm thần sắc kiên định nắm Diệp Thi Vũ ngọc thủ nói, trong giọng nói lộ ra một loại tin phục. Ân, Diệp Thi Vũ gật gật đầu. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tiêu Phàm nhìn chung quanh, lại là phát hiện sớm đã không có bóng người, có thể lưu lại nơi này, chung quy là cái vấn đề. Ai biết sẽ có hay không có những người khác chạy đến đây. Huống hồ, những ngày qua tất cả mọi người đã đem vô trần thiên khuyết vơ vét một lần. Bên trong đã cơ bản không có bất kỳ vật gì, lưu lại nơi này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tất cả mọi người bên trên hoang bằng trên lưng đến, rời khỏi nơi này trước. Quan Tiểu Thất nói ra. Đám người gật gật đầu, nhào nhào bước lên hoang bằng phía sau lưng, lấy hoang bằng tốc độ, cơ bản không có người có thể đuổi theo kịp nó. Hoang bằng xuyên qua từng tầng không gian, rất nhanh liền rời đi vô trần thiên khuyết phạm vi. Tiểu ma nữ. Ngươi thực lấy được vô trần thiên cung truyền thừa. Nam Cung Tiêu Tiêu nhịn không được hỏi. Vô trần thiên cung, đây chính là thượng cổ thần khí thế lực cấp độ bá chủ A, truyền thừa bất phàm có thể tưởng tượng được. Xem như thế đi, Diệp Thi Vũ khổ sở lắc lắc đầu nói, người nơi này cũng là Tiêu Phàm người thân cận nhất, nàng cũng không tất yếu nói láo, bất quá, ta chỉ chiếm được một nửa truyền thừa. Một nửa truyền thừa, chẳng lẽ vô trần thiên cung truyền thừa là tách ra sao? Quan Tiểu Thất kinh ngạc nói, ngay cả Chiến Hoàng Thiên bọn họ cũng lộ ra vẻ tò mò. Nhất là Tiêu Phàm, hắn nhưng là rất rõ ràng, hắn mình đã chiếm được vô trần thiên cung truyền thừa, vô trần bí điển đều đang trong đầu hắn. Diệp Thi Vũ gật gật đầu, nói, vô trần thiên cung truyền thừa có hai bộ phận, một phần là lịch đại cung chủ ký ức, bao quát một chút tu luyện chi pháp, thái cổ thần giới bí mật các loại. Mà một bộ phận khác, thì là vô trần thiên cung chí bảo bảo điển vô trần bí điển, thiếu vô trần bí điển truyền thừa, tính không được hoàn chỉnh truyền thừa. Nghe được Diệp Thi Vũ giải thích, đám người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Đối với một chút đại thế lực mà nói, truyền thừa chí cao bảo điển, mới là chân chính tinh hoa, có được có thể khai sơn lập phái. Đáng tiếc, vô trần thiên cung biến mất vô số tuế nguyệt, vô trần bí điển cũng rất có thể mẫn diệt ở trong lịch sử. Chiến Hoàng Thiên không khỏi thở dài một hơi. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, lấy ra tầm 10 viên kim la hồn quả đan, thay cho Diệp Thi Vũ nói, Thi Vũ,
đây là Kim La Hồn Quả Đan, người trước đem linh hồn chi lực tăng lên tới đại đế cảnh đỉnh phong lại nói. Diệp Thi Vũ bây giờ mặc dù là phong thiên nhất tộc, nhưng như trước vẫn là hồn tộc, chỉ bất quá nàng phá vỡ hồn tộc giam cầm mà thôi. Đối với nàng mà nói, Kim La Hồn Quả Đan giống như đo thân mà làm đồng dạng, chỉ phải có đầy đủ linh hồn năng lượng, nàng liền có thể không ngừng đột phá. Tốt, Diệp Thi Vũ ánh mắt hơi hơi sáng lên, há miệng hút vào, 10 mai Kim La Hồn Quả Đen tần lúc hóa thành một cỗ thuần túy năng lượng hút vào trong cơ thể của nàng. Đồng thời, trên người của nàng tản ra một cỗ tinh khiết năng lượng ba động, khí thế bàng bạc không ngừng leo lên. Oanh, một tiếng nổ vang. Diệp Thi Vũ khí thế liền bước vào một tầng khác, Tiêu Phàm đám người tất cả đều lộ ra kinh ngạc. Đột phá, Chiến Hoàng Thiên khóe miệng hơi rút, bọn họ luyện hóa mấy cái Kim La Hồn Quả Đan cũng tốn tốt thời gian mấy ngày, lúc này mới đột phá. Nhưng Diệp Thi Vũ vậy mà ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở liền bước vào tầng thứ cao hơn, đây cũng quá mộng ảo. Chủ yếu nhất là, theo Diệp Thi Vũ linh hồn chi lực đột phá, cảnh giới của nàng cũng đi theo bước vào đại đế cảnh hậu kỳ. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có Tiêu Phàm rất nhanh bình tĩnh trở lại, Diệp Thi Vũ mặc dù biến thành phong thiên nhất tộc, nhưng nàng cũng kế thừa hồn tộc đặc tính, nếu như có đầy đủ linh hồn năng lượng, nàng coi như đột phá thánh đế cảnh cũng có khả năng. Mấy tức về sau, Diệp Thi Vũ khí tức trên thân lúc này mới bình tĩnh trở lại không có bước vào tầng thứ cao hơn. 10 mai Kim La Hồn Quả Đan, vậy mà mới đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không bình tĩnh. Tiêu Phàm thực lực xem như cực kỳ biến thái, có thể nuốt 7 viên cũng đột phá một cái tiểu cảnh giới A, mà Diệp Thi Vũ nuốt 10 mai, cũng mới đột phá một cái tiểu cảnh giới, há chẳng phải là nói rõ nàng so Tiêu Phàm còn muốn biến thái. Chiến Hoàng Thiên cùng Quan Tiểu Thất hai người lộ ra vẻ cân nhắc, hai người hiển nhiên cũng nghĩ tới điều gì. Tiếp tục, Tiêu Phàm lại lấy ra một chút Kim La Hồn Quả Đan. Mặc dù trên người của hắn Kim La Hồn Quả Đan có lẽ không thể để cho Diệp Thi Vũ đột phá thánh đế cảnh, nhưng đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong, vẫn là có thể. Ở nơi này nhân tộc thí luyện cổ lộ, tu vi càng mạnh, cũng liền nhiều hơn một phần sức tự vệ, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không để Diệp Thi Vũ lâm vào trong nguy hiểm. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thi Vũ hấp thu 50 miếng Kim La Hồn Quả Đan, rốt cục bước vào đại đế cảnh đỉnh phong. Nam Cung Tiêu Tiêu đám người khóe miệng giật một cái, lộ ra vẻ mặt vẻ hâm mộ. Chiến Hoàng Thiên càng là như vậy, hắn dù sao cũng là thiên hữu chi nhân A, nhưng bây giờ cùng Diệp Thi Vũ so sánh, tựa như Diệp Thi Vũ mới thật sự là thiên hữu chi nhân, cái này đột phá lên cũng quá dễ dàng. Thi Vũ, lại cho ngươi một chút đồ vật, Tiêu Phàm cười cười, đột nhiên duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm ở Diệp Thi Vũ mi tâm, từng đạo quang mang ở hắn đầu ngón tay nở rộ. Phu quân, cái này, Diệp Thi Vũ trợn to hai mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm chỉ là cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, Diệp Thi Vũ cưỡng ép bình tĩnh trở lại, nhắm hai mắt lại. Cũng khó trách Diệp Thi Vũ khiếp sợ như vậy, Tiêu Phàm truyền cho nàng không đặc biệt, chính là vô trần bí điển. Nếu là người khác, Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không đem vô trần bí điển giao ra, nhưng là thê tử của mình, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không để ý. Huống chi, Tiêu Phàm đã có Tu La tộc truyền thừa, cái này đối với hắn mà nói, đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hơn nữa, Tiêu Phàm ẩn ẩn có loại cảm giác, vô trần bí điển chỉ có nắm vững ở trong tay Diệp Thi Vũ mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính, đây cũng là hắn bù đắp vô trần thiên cung truyền thừa nguyên nhân. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm tính tọa ở bên người Diệp Thi Vũ thay nàng hộ pháp, lặng lặng chờ đợi nàng tỉnh lại. Tầm nửa ngày sau, Tiêu Phàm mấy người đang trong một cái sơn cốc ngừng lại, mấy người thủ hộ ở bên người Diệp Thi Vũ, chờ đợi nàng dung hợp vô trần thiên cung truyền thừa. Đương nhiên, cũng chỉ có Tiêu Phàm biết rõ Diệp Thi Vũ đang làm gì, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ lại là không hiểu ra sao, còn tưởng rằng Diệp Thi Vũ chuẩn bị trùng kích thánh đế cảnh đây. Dung hợp truyền thừa quá trình rất chậm chạp, đám người dòng dã chờ đợi 3 tháng thời gian, Diệp Thi Vũ lúc này mới mơ màng tỉnh lại. Tiêu Phàm một mực thủ hộ ở bên người Diệp Thi Vũ, hắn mỗi ngày đều có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Thi Vũ biến hóa trên người. Cùng ngày đó thôn phệ mấy chục miếng Kim La Hồn Quả Đan đột phá đại đế cảnh đỉnh phong so sánh, bây giờ Diệp Thi Vũ, khí tức 10 điểm nội liếm, càng là lộ ra một loại khí chất siêu phàm thoát tục. Thi Vũ, thế nào? Diệp Thi Vũ tỉnh lại trước tiên,
Tiêu Phàm liền đưa tới hỏi. Hô, Diệp Thi Vũ khẽ nhả chọc khí, trên mặt lộ ra vẻ tình cảm, nói tạ ơn phu quân đại lễ. Vợ chồng vốn là một thể, sao là tạ ơn chứ? Tiêu Phàm thật chặt đem Diệp Thi Vũ ôm vào trong ngực, hận không thể tay cầm nàng vò vào trong thân thể của mình. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Chiến Hoàng Thiên mấy người vốn chuẩn bị đi tới, có thể nhìn thấy một màn này, lại không tự chủ được đi ra. Phu quân, có một V. Ai, Nam Cung Tiêu Tiêu một tiếng kêu sợ hãi, không chút do dự hướng phía sau thối lui quá trình bên trong, mấy người nhìn thấy một căn trống trời đại trụ từ cửu thiên chấn áp mà xuống. Đây là, móng châu tử, nhìn xem vậy cùng trống trời đại trụ, Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái. Oanh, lúc này, móng châu tử đánh rơi xuống mà xuống, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bọn họ vừa mới vị trí sơn cốc san thành bình địa, văng lên vô số bụi bặm, đáng sợ đến cực điểm. Hung mãnh năng lượng ba động quét ngang tứ phương, phương viên phạm vi mấy chục dặm, tất cả đều bị hủy diệt hầu như không còn, có thể nghĩ vừa mới một cước kia uy lực. Nếu là bị đạp trúng, đoán chừng đại đế cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng phải bị dẫm thành thịt nát. Thật là mạnh lực phá hoại. Nam Cung Tiêu Tiêu không khỏi cảm khái nói, bậc này lực phá hoại, nhưng hắn đều một trận hãi hùng khiếp vía. Tiêu Phàm cũng không nhịn được âm thầm gật đầu, Nam Cung Tiêu Tiêu chiến hồn cũng là kim cương đại lực thần nghiêu, nhưng bàn về lực bộc phát, cùng móng châu này tử so sánh, vẫn như cũ có một ít chênh lệch. Bản đế năm thành lực lượng, liền đem các ngươi sợ đến như vậy, nếu là toàn lực ứng phó, còn không đem các ngươi sợ choáng váng. Lúc này, một đạo khinh thường thanh âm từ đằng xa truyền đến. Lại là nhìn thấy một cái nam tử mặc áo bào xanh đạp không mà tới, nam tử thân cao hơn một trượng, đỉnh đầu hướng về một đôi màu xanh sừng thú, nhìn qua 10 điểm quái dị. Đây là cái gì quái vật? Nam Cung Tiêu Tiêu cổ quái nhìn xem nam tử đối diện nói, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng người này. Chính là hắn, trước đó ta đụng phải chính là cái này ngoại tộc tu sĩ. Quan Tiểu Thất chỉ cái kia nam tử áo bào xanh kêu lên. Ngoại tộc chi nhân, Tiêu Phàm mấy người trong nháy mắt hiểu được, không khỏi lộ ra một tia vẻ tò mò, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua chủng tộc khác, lại là không nghĩ tới, có chút chủng tộc cùng nhân tộc cũng không có quá nhiều khác nhau. Trước mắt nam tử áo bào xanh, trừ bỏ thân hình cao lớn một chút, nhiều hơn một đối sừng thú bên ngoài, cùng nhân tộc hoàn toàn không có hai dạng. Thanh Thiên Ngưu tộc, Chiến Hoàng Thiên nhìn qua đối diện sừng châu nam, con người hơi hơi co rụt lại, nhỏ giọng giải thích nói, Thanh Thiên Ngưu tộc, cực kỳ am hiểu lực lượng, da thịt kiên cố không phá vỡ nổi, đại đế cảnh Thanh Thiên Ngưu tộc, hắn da thịt dù là đế binh cũng chưa chắc có thể đánh xuyên. Tiêu Phàm mấy người nghe vậy, cũng không nhịn được nhíu mày, xem ra Quan Tiểu Thất trước đó nói hắn mũi tên không phá nổi đối phương phòng ngự, cũng không phải là giả. Ngược lại là có chút kiến thức. Sừng châu nam nhe răng cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, bản đế mới đến, vừa vặn thiếu khuyết mấy nhân sủng dẫn đường, chỉ các ngươi. Đánh giám, Nam Cung Tiêu Tiêu giận tím mặt, cái này sừng châu nam cũng quá kiêu ngạo, nổi giận mắng, nơi này chính là nhân tộc sân nhà, khi nào đến phiên hắn một cái thanh ngưu quái phách lối. Qua một đoạn thời gian ta cũng chuẩn bị tiến về vạn tộc thí luyện cổ lộ, vừa vặn thiếu một đầu tòa kỵ, thanh ngưu tòa kỵ có vẻ như cũng không tệ. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Muốn chết, sừng châu nam giận dữ mắng mỏ một tiếng, liền hướng lấy Tiêu Phàm bọn họ liều chết xung phong. Hắn chính là Thanh Thiên Ngưu tộc đỉnh cấp thiên tài, bằng không mà nói cũng sẽ không có được tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ tư cách, chỗ nào dung được hai cái nho nhỏ nhân tộc tu sĩ lăng nhục. Lão Tam, ta tới chiến hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu tiến lên một bước, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một phiến lôi vực, hung uy vô hạn, trực tiếp xông đi lên. Hắn mặc dù chỉ là đại đế cảnh trung kỳ, nhưng là đối chiến đại đế cảnh hậu kỳ Thanh Thiên Ngưu tộc, lại không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, ngược lại chiến ý mãnh liệt. Tiêu Phàm mấy người cũng không có xuất thủ dục vọng, nếu là Nam Cung Tiêu Tiêu liền cái này Thanh Thiên Ngưu tộc cũng không là đối thủ, như vậy tại sao có thể là những cái kia nhất lưu chủng tộc thiên tài địch? Cái này quá trình chiến đấu, chính là một cái chui luyện quá trình. Nếu như thực lực cách quá xa, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không để Nam Cung Tiêu Tiêu đi mạo hiểm, nhưng trước mắt sừng châu nam, vừa vặn thích hợp Nam Cung Tiêu Tiêu ma luyện. Tiểu Thất, vạn tộc người đến bao nhiêu? Tiêu Phàm dư quang nhìn về phía Quan Tiểu Thất hỏi, Quan Tiểu Thất đi ra tìm hiểu tin tức, hẳn là góp nhặt một chút tin tức. Ta cũng không biết,
chỉ là gặp đến một số nhân tộc tu sĩ không ngừng đào vong mà thôi. Quan Tiểu Thất lắc đầu, trước mắt cái này ngoại tộc chi nhân, cũng là ở ta trên đường trở về vừa lúc đụng phải, không nghĩ tới theo sau. Bây giờ người đoán chừng không phải rất nhiều, nhưng theo vạn tộc thí luyện cổ lộ mở ra, sẽ có càng ngày càng nhiều người tiến vào, thậm chí tương lai có khả năng, vạn tộc thí luyện cổ lộ toàn bộ đả thông. Chiến Hoàng Thiên chen lời nói. À, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nói. Vạn tộc thí luyện cổ lộ, không phải lẫn nhau không thông sao, làm sao có thể đả thông đây? Chiến Hoàng Thiên lại là lắc đầu, nói, kỳ thật, vạn tộc thí luyện cổ lộ vốn là tương thông, chỉ là cái kia chút cửa ra vào bị phong ấn mà thôi, đi qua dài như vậy tuế nguyệt, có chút sai lệch cửa đoán chừng đều đã bị người quên lãng. Nhưng là, ta nghe nói, mỗi một đầu thí luyện cổ lộ, đều thông hướng cùng một nơi, nói cách khác chỉ có một cái điểm cuối cùng, đến điểm cuối về sau, liền có thể tiến vào tùy ý cổ lộ. Nói xong, Chiến Hoàng Thiên lại bổ sung một câu, chỉ bất quá vô số năm tháng trôi qua, vạn tộc đều không người có thể đến cổ lộ điểm cuối cùng, cũng có người nói, cái kia điểm cuối cùng căn bản không tồn tại. Tiêu Phàm nghe vậy, rơi vào trong trầm tư. Hắn không tin không có lửa thì sao có khói, tất nhiên Chiến Hoàng Thiên đều biết tin tức này, vậy đã nói rõ, điểm cuối cùng 89 phần 10 tồn tại. Chỉ bất quá, muốn đến điểm cuối, cơ hồ là không thể nào, hoặc có lẽ là, có người cố ý không cho bọn họ đến điểm cuối. Chiến huynh, ngươi nói đả thông vạn tộc thí luyện cổ lộ là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm lại hỏi. Ngươi có nghe nói qua đổ vực? Chiến Hoàng Thiên không trả lời mà hỏi lại nói. Tiêu Phàm chi tiết lắc đầu, hắn làm sao biết cái gì đổ vực, đối với nhân tộc 3000 vực sự tình hắn đều không hiểu nhiều, huống chi vạn tộc cổ vực đây. Kỳ thật, vạn tộc địa bàn cũng không phải là tuyên cổ bất biến, cái này cùng đổ vực có quan hệ. Chiến Hoàng Thiên thở sâu, cho Tiêu Phàm giải thích nói. Nguyên lai, vạn tộc thí luyện cổ lộ thường xuyên mở ra, chỉ cần là đại đế cảnh liền có thể bước vào riêng mình thí luyện cổ lộ trên tu luyện, một chút thiên tư chắc tuyệt người, có thể bước vào những chủng tộc khác thí luyện cổ lộ. Mặt ngoài vạn tộc nhìn là 10 điểm bình tĩnh, nhưng là, mỗi quá ngàn năm, vạn tộc tầm đó đều sẽ phát sinh một trận không muốn người biết chiến đấu, kia liền là đổ vực chi chiến. Cụ thể quy tắc Chiến Hoàng Thiên không rõ ràng, nhưng là đang đánh cực vực chi chiến bên trong, thua chủng tộc, là muốn vứt bỏ một chút địa vực. Đồng dạng, nếu như thắng được đổ vực chi chiến, liền có thể vì riêng mình chủng tộc lấy được một chút địa vực, cụ thể lợi ích phân chia, cũng chỉ có nhân tộc cường giả đỉnh cao biết rõ. Còn có chuyện như vậy, nghe được lời nói của Chiến Hoàng Thiên, Tiêu Phàm trong lòng cũng là giật mình, kinh ngạc nói, đây chính là để cho chúng ta tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ nguyên nhân A, sớm thăm dò một lần vạn tộc thực lực. Xem như thế đi, Chiến Hoàng Thiên khổ sở lắc đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung nói, đoán chừng đổ vực chi chiến đã không xa. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong lòng âm thầm trầm ngâm một tiếng, xem ra, ta còn phải mạnh lên mới được. Oanh, lúc này, thiên khung truyền đến một tiếng kinh thiên nổ vang, cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ của bọn hắn, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Sừng Châu Nam chiến đấu đã đạt đến rằng co trạng thái. Thiên khung phía trên, hai đạo chớp lóe chính ở va chạm kịch liệt lấy, một kim một thanh. Lưu lại vô số tàn ảnh, hai người tốc độ đã đạt đến cực hạn. Cái kia va chạm kịch liệt tiếng vang, đinh tai nhức óc, tựa như hai tòa kim loại sơn phong không đoạn giao phong, chấn động đến thiên băng địa liệt. Thật là mạnh nhục thân, Diệp Thi Vũ nhìn xem trời cao chiến đấu, không khỏi sợ hãi than nói. Nàng mặc dù đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong, nhưng nếu là nhục thân va chạm mà nói, cho dù Nam Cung Tiêu Tiêu cái này đại đế cảnh trung kỳ, cũng tuyệt đối không phải nàng có thể địch. Đương nhiên, mỗi cái người thủ đoạn cũng không giống nhau, liền tựa như Quan Tiểu Thất, tốc độ của hắn liền không phải cái kia Sừng Châu Nam có thể so sánh, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không đào thoát Sừng Châu Nam truy sát trở về báo tin. Tiêu Phàm mấy người dã thâm dĩ vi nhiên gật đầu, nhục thân có thể cùng Nam Cung Tiêu Tiêu ngạnh bính nhân tộc tu sĩ, có thể không có mấy cái. Ngay sau đó Chiến Hoàng Thiên nói bổ sung, Thanh Thiên Ngưu tộc, vốn liền lấy nhục thân tăng trưởng, hắn huyết mạch chi lực cũng rất bá đạo, chỉ là bởi vì chủng tộc sinh sôi quá chậm, bởi vậy chỉ có thể coi là một cái nhị lưu chủng tộc. Các ngươi nói, nhị ca có thể hay không thắng? Quan Tiểu Thất lo lắng nói, Nam Cung Tiêu Tiêu dù sao thấp hơn một cái tiểu cảnh giới. Chiến Hoàng Thiên không nói, Nam Cung Tiêu Tiêu thực lực hắn không rõ ràng lắm,
nhưng hắn thấy, có thể kiên trì đến bây giờ, đã 10 điểm khó được. Yên tâm, hắn sẽ thắng. Tiêu Phàm lại nói nhếch miệng cười nói. Chiến Hoàng Thiên hơi kinh ngạc, hắn không biết Tiêu Phàm từ đâu tới tự tin, hiện tại Nam Cung Tiêu Tiêu còn ẩn ẩn ở vào hạ phong đây. Diệp Thi Vũ lại là không hoài nghi Tiêu Phàm lời nói, khẽ cười một tiếng nói, phu quân nói rất đúng, ta đều suýt nữa quên mất, mập mạp chết bẩm thế nhưng là chiến tộc người. Chiến tộc, Chiến Hoàng Thiên hơi hơi kinh ngạc, hắn chính mình là chiến gia người, có thể cái này cùng chiến gia có quan hệ gì sao? Nhìn thấy Chiến Hoàng Thiên ánh mắt, Tiêu Phàm biết rõ trong lòng của hắn có chỗ nghi hoặc, nói, người vốn là chính là chiến gia người, nghĩ đến người cũng đã được nghe nói chiến tộc a. Không sai, chiến tộc chính là chiến hồn đại lục số 1 số 2 chủng tộc, cũng là trong chiến đấu không ngừng thuế biến chủng tộc, ta chiến gia lão tổ chính là chiến tộc. Chiến Hoàng Thiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tiêu Phàm lại là lắc đầu cười một tiếng, nói, ngươi chiến gia lão tổ là chiến tộc không sai, nhưng ngươi chiến gia có thể chưa chắc là chiến tộc, chỉ có được vô tận đấu trí, ẩn chứa chiến tộc huyết mạch người, mới thật sự là chiến tộc. Chiến Hoàng Thiên vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút, hắn vẫn cho rằng, chiến gia chính là chiến tộc, chỉ là không biết Nam Cung Tiêu Tiêu vì sao có được chiến tộc huyết mạch. Kỳ thật, chiến tộc còn có khác một cái xưng hô, xưng là đấu chiến thánh tộc. Diệp Thi Vũ ý vị thâm trường nói ra. Đấu chiến thánh tộc, Chiến Hoàng Thiên con người hơi hơi co rụt lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, kinh ngạc nói, Nam Cung huynh là đấu chiến thánh tộc. Hẳn là, Tiêu Phàm gật gật đầu, nhưng trong lòng có chút buồn bực, đấu chiến nhất tộc, có vẻ như cũng không có khủng bố như vậy a, vì sao Chiến Hoàng Thiên như thế kinh ngạc đây? Đấu chiến thánh tộc, đột nhiên, Quan Tiểu Thất trực tiếp kinh hãi kêu lên, so Chiến Hoàng Thiên phản ứng còn muốn lớn hơn, cái này khiến Tiêu Phàm không còn gì để nói. Làm sao, cái này đấu chiến thánh tộc địa vị rất lớn sao? Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc nói. Đấu chiến thánh tộc, nhân tộc chiến lực đệ nhất tộc. Chiến Hoàng Thiên thở sâu, gằn từng chữ một. Nhân tộc chiến lực đệ nhất tộc, Tiêu Phàm nghe vậy, cũng không nhịn được lộ ra kinh ngạc, hắn lại nhìn đến. Tu La tộc chiến lực hẳn là mới là vị thứ nhất, cho tới bây giờ hắn mới biết được, vẫn còn có nhất tộc so Tu La tộc còn mạnh hơn. Nếu như nói vạn cổ đệ nhất tộc, tự nhiên là Tu La tộc, nhưng là đơn thuần chiến lực cá nhân, đấu chiến thánh tộc thuộc về đệ nhất. Chiến Hoàng Thiên trầm giọng nói, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kính sợ. Tam ca, Chiến huynh nói đúng, ta cũng là cơ duyên xảo hợp nghe nói qua đấu chiến thánh tộc, nghe thấy, cùng giai chưa có người có thể địch. Quan Tiểu Thất cũng nói, bất quá đấu chiến thánh tộc chưa có người xuất thế, chỉ có ở nhân tộc nguy nan trước mắt, bọn họ mới có thể xuất hiện, nếu Nam Cung huynh là đấu chiến thánh tộc, đoán chừng năm đại cổ cương thế lực, đều không người dám đối địch với hắn. Chiến Hoàng Thiên lại bổ sung một câu, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nếu như Nam Cung Tiêu Tiêu thực sự là đấu chiến nhất tộc, vậy liền có chút ý tứ. Bất quá, hắn hiện tại ngược lại có chút hoài nghi. Nam Cung Tiêu Tiêu huyết mạch chi lực đúng là chiến tộc huyết mạch, nhưng là không phải cái gọi là đấu chiến thánh tộc huyết mạch, vậy cũng không biết được. Nhưng là, có một chút hắn có thể đủ khẳng định, kia liền là Nam Cung Tiêu Tiêu vẫn luôn là trong chiến đấu mới có thể trưởng thành nhanh nhất, điểm này cùng đấu chiến thánh tộc cơ hồ giống như đúc. Các ngươi nhìn, nhị ca càng đánh càng mạnh, đã không rơi vào thế hạ phong. Quan Tiểu Thất đột nhiên chỉ nơi xa nói. Chiến Hoàng Thiên cũng không nhịn được âm thầm gật đầu, cảm thán nói, bàn về thiên phú, nhân tộc xác thực xa không phải chủng tộc khác có thể so sánh, có thể bàn về truyền thừa, nhân tộc truyền thừa từng đợt, dù là một cái nhị lưu chủng tộc, cũng so nhân tộc hiếu thắng. Tiêu Phàm mấy người âm thầm gật đầu, nhân tộc dù sao cũng là nhất lưu chủng tộc, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng coi là đỉnh cấp thiên tài, có thể ngay từ đầu nhưng không sánh được một cái nhị lưu chủng tộc thiên tài, đây chính là truyền thừa chênh lệch. Ha ha, Ngưu Thanh Vân, ngươi liền chút năng lực ấy, liền một cái đại đế cảnh trung kỳ nhân tộc tiểu tử đều giết không chết, thật đúng là ném thanh thiên Ngưu tộc mặt. Đột nhiên, một trận cười điên cuồng tiếng từ đằng xa truyền đến. Tiêu Phàm mấy người ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một đoàn người từ đằng xa bay lượn mà tới, đứng ở đám mây, ngoạn vị nhìn phía dưới chiến đấu. Ngưu Thanh Vân, Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái. Ngay sau đó Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa rơi vào đám mây phía trên, lại là nhìn thấy một đám ăn mặc dị dạng, lớn lên hình thù kỳ quái thân ảnh, lạnh lùng quan sát bọn họ. Huyết Phượng tộc, Thiên Cầu tộc,
Minh Mã tộc, còn có Thanh Thiên Ngưu tộc. Chiến Hoàng Thiên mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn xem trên đám mây phương những thân ảnh kia. Những cái này thân ảnh đến từ bốn cái chủng tộc, từng cái cũng là nhị lưu chủng tộc, từ trên người bọn họ khí tức đến xem, chí ít cũng là đại đế cảnh hậu kỳ tu vi. Suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, có thể tiến vào chủng tộc khác thí luyện cổ lộ người, thực lực tự nhiên là sẽ không quá yếu. À, một lần này bên cạnh còn có mấy cái có thể chơi, ai muốn xuống dưới thử xem. Một người mặc kim bào, lại là một cái mọc ra đầu chó thân ảnh ngoạn vị nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ vị trí, hí ngược nói. Trước kia không biết dạng chó hình người là cái dạng gì, hiện tại ta đã biết. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại một câu. Dù là lấy kiến thức của hắn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tướng mạo cổ quái chủng tộc khác, những cái này chủng tộc không có duy trì lúc đầu thân hình, mà là biến thành hình người, chỉ là đầu vẫn không có biến hóa. Phốc phốc, Diệp Thi Vũ nghe vậy, che mặt mà cười. Quan Tiểu Thất cùng Chiến Hoàng Thiên cũng trực tiếp bật cười, Quan Tiểu Thất càng là cười thẳng không đứng dậy thể, nói, đúng là nhân mô cẩu dạng, còn có người mô hình mã dạng, người mô hình khỉ dạng. Muốn chết! Những cái kia ngoại tộc tu sĩ nghe vậy, lập tức giận tím mặt. Bọn họ đều biết nhân tộc một chút tập tục, không nghĩ tới mấy cái này nhân tộc run rế lại dám chào phúng bọn họ, chỗ nào còn có thể bình tĩnh. Ta đi làm thịt bọn họ, trong đó một cái nhân mô cẩu dạng tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, càng là lao xuống phía dưới, đằng đằng sát khí nhào về phía Tiêu Phàm bọn họ. Thiên cẩu tộc, ta tới chiếu cố ngươi. Chiến Hoàng Thiên cười lớn một tiếng. Khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, liền hướng lấy chân trời lao đi. Mặc dù bây giờ hắn không có tư cách tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, nhưng hắn cũng rất muốn thử xem ngoại tộc thiên tài thực lực. Có lẽ tương lai không bao lâu, vạn tộc thí luyện cổ vực liền sẽ cùng nhân tộc thí luyện cổ lộ đả thông, chắc chắn sẽ có một ngày gặp mặt đối những chủng tộc khác cường giả. Bây giờ cùng những cái này ngoại tộc cường giả giao thủ, cũng có thể đại khái tìm hiểu một chút ngoại tộc cường giả thực lực. Muốn chết, thiên cầu tộc cường giả nhìn thấy Chiến Hoàng Thiên lại dám chủ động đánh tới, lập tức tức giận không thôi, đưa tay chính là một đòn hướng về Chiến Hoàng Thiên đánh tới. Oanh long, còn chưa chờ thiên cầu tộc cường giả xuất thủ, chân trời đột nhiên lôi vân trận trận, từng đạo tử sắc thiên lôi giận bổ xuống, nhưng làm thiên cầu tộc cường giả dọa cho phát sợ. Chuyện gì xảy ra, mặt khác ngoại tộc cường giả cũng là kinh hãi không thôi. Cái này đang yên đang lành. Làm sao đột nhiên sẽ hàng hạ thiên lôi? Thiên hữu chi nhân, thiên cầu tộc cường giả sắc mặt đại biến, kinh ngạc nhìn Chiến Hoàng Thiên, vội vàng thu hồi móng vuốt, dưới chân chừng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm. Làm sao, sợ sao? Chiến Hoàng Thiên nhìn thấy thiên cầu tộc cường giả thối lui, lập tức khó chịu nhíu mày. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi là thiên hữu chi nhân, bản đế liền không dám giết ngươi. Thiên cầu tộc cường giả con ngươi lạnh như băng hướng về Chiến Hoàng Thiên, lộ ra nhe răng trợn mắt thần sắc. Lời của hắn hiển nhiên đã bán rẻ hắn thật vẫn không dám tùy tiện đối Chiến Hoàng Thiên xuất thủ, lại càng không cần phải nói giết Chiến Hoàng Thiên. Muốn giết thiên hữu chi nhân, nhưng là muốn bị thiên lôi đánh. Trừ phi mệnh cách có thể so với Chiến Hoàng Thiên mạnh. Nhưng Chiến Hoàng Thiên mệnh cách thiên sinh so cùng giai cường giả phải cường đại một cái đại cảnh giới không ngừng. Cho dù là thánh đế cảnh, cũng không dám tùy tiện giết chết hắn, nếu không tất nhiên sẽ gặp trời phạt. Dù là lần trước Cơ Vô Nhạn bắt sống Chiến Hoàng Thiên, cũng chỉ là lợi dụng hắn lưu lại tiên thiên nguyên khí chỉ mà thôi, cũng không có giết chết Chiến Hoàng Thiên tâm tư. Bằng không mà nói, Cơ Vô Nhạn cũng là không thể nào lưu được tiên thiên nguyên khí chỉ. Muốn chiến liền chiến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Chiến Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước nói. Nhưng mà, hắn tiến lên một bước, cái kia thiên cầu tộc liền lùi sau một bước, ánh mắt bên trong rõ ràng có kiêng kỵ ý tứ. Huyền Nguyên, ngươi ngăn lại hắn, chúng ta đi làm thịt mấy người khác chính là. Lúc này, một cái khác đầu người thân ngựa nam tử mở miệng nói. Hắn toàn thân đen như mực, trên người tản ra một cỗ sương mù màu đen, giống như đến từ cửu u, cho người ta một loại cực kỳ lạnh lẽo khí tức, đây là Minh Mã tộc một cường giả. Nói xong, Minh Mã tộc cường giả lùi về đứng thẳng lên, hai cái chân trước đột nhiên giống như người hai tay đồng dạng, nắm một chuôi màu đen cung tiễn. Tốt, những người này đều phải chết, thiên cầu tộc nhe răng cười một tiếng, liền lần nữa phóng tới Chiến Hoàng Thiên.
mặc dù giao chiến, nhưng hắn cũng không có giết chết Chiến Hoàng Thiên tâm tư, công kích lực độ cũng hoàn toàn uy hiếp không được Chiến Hoàng Thiên tính mệnh, bởi vậy cũng không có lôi điện xuất hiện. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái Minh Mã tộc, hai Thiên Cầu tộc cường giả đạp không mà lên, hướng về Tiêu Phàm bọn họ đánh tới, chỉ có hai cái Huyết Viên tộc cường giả cũng không xuất thủ, mà là đang cho bọn hắn lược trận. Tam ca, hai cái kia Thất Minh Mã giao cho ta. Quan Tiểu Thất khẽ cười một tiếng, dưới chân lóe lên, liền xuất hiện ở Hoang Bằng phía sau lưng. Hoang Bằng giang hai cánh ra, từng đạo vòi rồng quét sạch mà ra, sao, nó bản thân lên như diều gặp gió, Quan Tiểu Thất dương cung cài tên, động tác phiêu giật thoải mái. Hai tiếng kêu to vang lên, lại là nhìn thấy hai đạo lưu quang đâm rách hư không, bay thẳng Minh Mã tộc cường giả đi. Ân, hai cái Minh Mã tộc cường giả cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp, sắc mặt đại biến. Hai người phản ứng cũng cực nhanh, Minh Mã tộc vốn liền am hiểu tốc độ, hiểm mà hiểm tránh thoát Quan Tiểu Thất bắn giết, bọn họ lăng không lao nhanh, từ hai cái phương hướng phóng tới Quan Tiểu Thất. Đồng thời, trong tay hai người đen cung không ngừng chán phóng màu đen lợi mang, muốn bắn giết Quan Tiểu Thất. Quan Tiểu Thất không hoảng hốt không vội, lấy Hoang Bằng tốc độ, muốn tránh thoát bọn họ bắn giết cũng không khó, bất quá, muốn giết chết hai cái này Minh Mã tộc cường giả, đoán chừng cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Tiểu Ngũ xem như gặp gỡ đối thủ, Tiêu Phàm mỉm cười. Có Hoang Bằng ở, hắn hẳn là không nguy hiểm gì, ngược lại là chúng ta, phải giải quyết hai đầu kia cẩu tài được. Diệp Thi Vũ khẽ mỉm cười nói. Nghe nói Thiên Cầu tộc thịt dùng để làm nồi lẩu không sai. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, chỗ dường như biết được suy nghĩ nói. Chết, hai cái Thiên Cầu tộc cường giả bị triệt để chọc giận, tốc độ bỗng tăng tốc, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ nuốt. Như vậy mở rộng miệng, khẩu vị cũng không nhỏ, cũng đừng tan vỡ một ngụm răng. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, đứng ở đó không nhúc nhích. Phu quân, ta tới đối phó bọn hắn. Diệp Thi Vũ tiến lên một bước, chuẩn bị xuất thủ. Xem ai trước hết giết một con chó. Tiêu Phàm khóe miệng phiền lấy một tia cười lạnh, thân thể đột nhiên tiến lên, bay thẳng trong đó một cái Thiên Cầu tộc cường giả miệng to như chậu máu bên trong đi. Ngươi gian lận, Diệp Thi Vũ khẽ kêu một tiếng, liền hướng lấy một cái khác Thiên Cầu tộc cường giả lao đi. Cái kia Thiên Cầu tộc cường giả nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà chủ động hướng về trong miệng của hắn bay tới, cặp mắt đỏ ngầu lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Vỡ nát bản đế răng, buồn cười nhân tộc tu sĩ, chẳng lẽ ngươi không biết, ta Thiên Cầu tộc răng, thế nhưng là liền đế binh đều có thể cắn nát sao? Thiên Cầu tộc trong lòng khinh thường cười một tiếng. A ô, nhìn thấy Tiêu Phàm xông vào trong miệng hắn, hắn trực tiếp hai mắt nhắm lại, một ngụm bén nhọn răng tản ra lăng lệ hàn quang. Hung hăng hướng về Tiêu Phàm cắn xé đi. Thiên Cầu tộc cường giả nhìn thấy Tiêu Phàm chưa từng thoát đi, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Cái kia nhân tộc tiểu tử vậy mà chủ động đưa vào Thiên Cầu tộc trong miệng, thật đúng là tự chịu diệt vong. Mặt khác hai cái lược trận Huyết Viên tộc cường giả cười lạnh lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm cử động không khác cùng tự sát vô nhị. Nhưng mà, cọt kẹt, một tiếng vang giòn. Huyết Viên tộc cường giả nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Thiên Cầu tộc cường giả nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là thống khổ thần sắc. Từ trong miệng của hắn, bắn ra mấy đạo bạch sắc quang mang, còn bí mật mang theo từng tia vết máu. Huyết Viên tộc cường giả nhìn hết sức rõ ràng, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, kinh hãi nói, đó là Huyền Lâm răng. Hàm răng của hắn bị vỡ nát. Mấy người trong đầu không khỏi hồi vọng lại trước đó Tiêu Phàm nói câu nói kia, sắc mặt trở nên hết sức cổ quái lên. Đây chính là Thiên Cầu tộc răng A, đại đế cảnh Thiên Cầu tộc, răng trình độ cứng cáp có thể so với đế binh, thậm chí càng cường đại, đây cũng là Thiên Cầu tộc to lớn thiên phú một trong. Mà bây giờ, cái kia Huyền Lâm răng, vậy mà tại cắn xé một nhân tộc tu sĩ thời điểm cho vỡ nát. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, bọn họ tuyệt đối không thể tin được. Cái này cỡ nào cứng rắn nhục thân, mới có thể đem Thiên Cầu tộc răng cho vỡ nát a. Thiên Cầu tộc Huyền Lâm trên mặt lộ ra thống khổ, vội vàng phun ra một ngụm đại khí, đem Tiêu Phàm chấn động bay ra ngoài. Tiêu Phàm ổn định thân hình, ngoạn vị nhìn xem đối diện Huyền Lâm, cười nói, hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi vậy mà không tin. Hảo tâm nhắc nhở ngươi,
người vậy mà không tin. Tiêu Phàm bình thản ngữ, tựa như một chuôi đao nhọn đồng dạng, hung hăng cắm ở Huyền Lâm ngực, nhưng hắn sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Miệng của hắn dính đầy lấy máu tươi, nhìn qua 10 điểm chật vật. Nếu ngươi không tin, có thể thử lại lần nữa. Tiêu Phàm hí ngược nhìn xem Huyền Lâm nói. Thiên cầu tộc răng xác thực rất mạnh, nhưng Tiêu Phàm tu la đệ tứ biến, thế nhưng không phải ăn chay. Làm Huyền Lâm đem hắn nuốt vào trong miệng một sát na kia, Tiêu Phàm trực tiếp vận chuyển tu la đệ tứ biến thành kim tu la bộ dáng, nhục thân cường độ đạt đến một cái cực hạn. Huyền Lâm chỉ muốn cắn nát hắn, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm nhục thân đạt đến có thể so với thánh đế chí bảo cấp độ. Thử lại lần nữa, Huyền Lâm thần sắc co quắp một trận, vừa mới răng bị vỡ nát, lại như thế nào thử lại. Bọn họ bộ tộc này răng, không thể so với người tộc khác răng, nát về sau rất nhanh liền có thể khôi phục, bọn họ thiên cầu tộc răng nếu là hủy, muốn khôi phục liền muốn tiêu phí cái giá rất lớn. Đây cũng là lão thiên công bình một mặt, cho người thiên phú đồng thời, cũng phải tước đoạt ngươi một loại khác năng lực. Kỳ thật, Huyền Lâm cũng biết, coi như mình thử lại lần nữa, cũng tuyệt đối giết không chết Tiêu Phàm nhục thân, đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Tất nhiên ngươi không thử, vậy liền tới phiên ta. Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nhìn qua so thiên cầu tộc Huyền Lâm càng thêm dữ tợn. Nói xong, Tiêu Phàm bỗng động, thân thể của hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Huyền Lâm trước người. Nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Không trung lược trận hai cái huyết viên tộc cường giả, căn bản chưa kịp phản ứng, cũng đã nhìn thấy Tiêu Phàm một cái tay gắt gao bóp Huyền Lâm cổ. Thời không thuấn di, huyết viên tộc cường giả đầu lĩnh kinh ngạc nói. Thời không pháp tắc, thời không thế giới lực lượng, đều là khó khăn nhất lĩnh ngộ lực lượng A, người trước mắt này nhân tộc vậy mà nắm giữ loại đáng sợ này lực lượng. Ta còn thiếu một chó giữ nhà, người có bằng lòng hay không? Tiêu Phàm cười lạnh nhìn trước mắt Huyền Lâm nói. Nụ cười kia, ở Huyền Lâm xem ra, giống như ma quỷ. Không có khả năng, bất quá, Huyền Lâm vẫn là quả quyết lắc đầu. Hắn Huyền Lâm dù sao cũng là thiên cầu tộc số một số hai thiên tài, lại có thể trở thành nhân tộc tu sĩ cho giữ nhà. Đây quả thực là đối với hắn nhục nhã, Huyền Lâm tự nhiên là không đồng ý. Ngược lại là có chút cốt khí. Tiêu Phàm cười cười, con người của ta, rất ưa thích người có cốt khí. Thả ta. Huyền Lâm trên mặt vui vẻ, Tiêu Phàm nói như vậy, nhất định là không muốn giết bản thân, lập tức vội vàng nói. Răng rác, nhưng mà, lời còn chưa dứt, một tiếng vang giòn truyền ra, Huyền Lâm đầu đột nhiên nghiêng về một bên, đồng thời, một ngón tay động xuất hiện ở mi tâm của nó. Huyền Lâm nụ cười trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, vẻ mặt không cam lòng cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, có thể ý thức của hắn lại là chậm rãi bắt đầu mơ hồ. Ta mặc dù ưa thích người có cốt khí, nhưng ta đối với địch nhân cũng cho tới bây giờ không nhân từ nương tay. Tiêu Phàm nói hết lời, trực tiếp buông ra Huyền Lâm thi thể, tùy ý hắn rơi xuống hư không. Ngươi giết Huyền Lâm, một cái khác cùng Diệp Thi Vũ giao thủ thiên cầu tộc cường giả, đột nhiên kêu lên sợ hãi nói. Tới phiên ngươi, Tiêu Phàm đối với hắn khẽ cười một tiếng. Nói xong. Cái này thiên cầu tộc cường giả liền bị Diệp Thi Vũ thi triển vô số thần văn vây khốn, thân thể lại cũng không thể động đậy, sau đó hư không ngưng tụ ra một chuôi thần văn chi kiếm, xuyên thủng mi tâm của hắn. Cái thứ hai thiên cầu tộc cường giả, chết, trời cao hai cái huyết viên tộc cường giả nhìn thấy một màn này, lập tức chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Huyền Lâm thực lực, hai người bọn họ rất rõ ràng, coi như không mạnh bằng bọn họ. Nhưng là tuyệt đối không kém bao nhiêu. Nhưng hiện tại, Huyền Lâm bọn họ đã biến thành một cỗ thi thể, cái này khiến bọn họ làm sao không sợ. Hỗn trướng, nơi xa ngăn lại chiến hoàng thiên khuyển nguyên nhìn thấy một màn này, lập tức gầm thét không thôi, muốn tránh thoát chiến hoàng thiên công kích. Đáng tiếc, chiến hoàng thiên thực lực cũng không phải ăn chay, chỉ là cuốn lấy khuyển nguyên mà thôi, với hắn mà nói, cũng không phải là bao nhiêu gánh vác. Khuyển nguyên thấy thế. Trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu, vội vàng đẩy lui chiến hoàng thiên, thừa cơ nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Đi, hai cái kia đại minh mã tộc cường giả hét lớn một tiếng, lại cũng không dám chậm trễ, Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ biểu hiện thực lực quá kinh người. 10 cái thời gian hô hấp, liền giết bọn hắn hai người đồng bạn, thực lực như vậy, đã hoàn toàn đầy đủ nghiền ép bọn họ.
Nếu là tiếp tục lưu lại, bọn họ đều có thể bước Huyền Lâm theo gót. Lúc này muốn đi, có phải hay không muộn? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, hắn đối ngoại tộc mặc dù không có quá nhiều ác ý, nhưng là chưa từng có hảo cảm. Lại càng không cần phải nói, những cái này ngoại tộc chi nhân còn muốn giết hắn. Nói xong, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt chia ra mấy cỗ linh hồn phân thân, nhanh chóng hướng về mấy người chạy trốn phương hướng đuổi theo. A hô hấp về sau, hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, lại là nhìn thấy, một cái Minh Mã tộc cùng một cái Huyết Viên tộc cường giả đột nhiên từ hư không rơi xuống phía dưới. Về phần Huyền Nguyên cùng một cái khác Minh Mã tộc, cùng một cái Huyết Viên tộc cường giả, cũng bị Tiêu Phàm trọng thương mà chạy. Những cái này ngoại tộc cường giả khí thế hùng hổ mà đến, lại hốt hoảng chật vật mà chạy, bốn cái bị giết, chỉ có ba cái chạy trốn, đối bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại châm chọc. Nếu như ngoại tộc cường giả chỉ có trình độ như vậy, nhân tộc tu sĩ lại có sợ gì? Điện chủ, mấy cỗ này thi thể xử lý như thế nào? Chiến Hoàng Thiên đi tới Tiêu Phàm bên cạnh hỏi. Tiêu Phàm cúi đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy mấy cổ thi thể kia đã biến hóa thành bộ dáng lúc trước, thiên cầu tộc Huyền Lâm bản thể chính là một đầu dài hơn một trượng thiên cầu, một thân bộ lông màu vàng óng chiếu lấp lánh. Cái kia Minh Mã tộc, Huyết Viên tộc cường giả thi thể, bản thể cũng là một thất toàn thân có màu đen tuấn mã, cùng một đầu đạt đến 2 mét huyết sắc cự viên. Mặc dù chết rồi, Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong cơ thể của bọn họ tinh khiết thần lực ba động. Có chút ăn không vô a. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, 10 điểm nói nghiêm túc ra một câu. Chiến Hoàng Thiên nghe vậy, không khỏi trợn trắng mắt, kém chút không rơi xuống hư không, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà không phải nói, mà là thực muốn ăn bọn họ. Nhưng thật ra là có thể ăn. Chiến Hoàng Thiên nuốt nước miếng một cái nói, những cái này cái gọi là ngoại tộc, mặc dù truyền thừa không kém gì nhân tộc, nhưng là trên bản chất, bọn họ vẫn là thú tộc, chỉ là tương đối cường đại thú tộc mà thôi. Ách, Tiêu Phàm bị Chiến Hoàng Thiên lời giải thích này cho lôi ngoài cháy trong mềm, cười ha hả nhìn xem Chiến Hoàng Thiên nói, không phải là ngươi thèm ăn à. Chiến Hoàng Thiên ngượng ngùng gãi gãi đầu, trêu ghẹo nói, không phải sao, chưa thử qua thần thú thịt nha. Tam ca, giao cho ta à, những năm này, ta thực lực không chút tăng lên, nhưng nướng thịt trình độ tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quan Tiểu Thất dẫn theo mấy cỗ thi thể bay tới, nói. Vậy liền nếm thử tiểu ngũ tay nghề. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu một cái. Nướng thịt sự tình giao cho Quan Tiểu Thất, mà Tiêu Phàm ánh mắt của mấy người, lại là lần rơi vào trời cao chiến đấu phía trên. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Thanh Thiên Ngưu tộc Ngưu Thanh Vân chiến thiên băng địa liệt, hai người tựa như đều không biết mỏi mệt đồng dạng, mấy cái canh giờ trôi qua, vậy mà càng chiến càng hăng. Liền Tiêu Phàm bọn họ cũng không khỏi cảm khái, Thanh Thiên Ngưu tộc thiên phú mạnh. Cái kia cường hãn nhục thân, vậy mà hoàn toàn không kém gì Nam Cung Tiêu Tiêu man hoang lôi thể. Bất quá, Tiêu Phàm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Nam Cung Tiêu Tiêu thuế biến, trên người của hắn chiến ý càng ngày càng mạnh. Khí thế cũng càng ngày càng hung mãnh, Ngưu Thanh Vân đã bị hắn áp chế ở hạ phong. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến quá trình này, Tiêu Phàm bọn họ hoàn toàn sẽ không tin tưởng, ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng đã đảo lộn chiến cuộc. Nam Cung huynh, có lẽ thật là đấu chiến thánh tộc. Chiến Hoàng Thiên thở sâu, không khỏi cảm khái nói, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hâm mộ. Nguyên bản hắn cho rằng Nam Cung Tiêu Tiêu cũng chính là tầm thường chiến tộc mà thôi, có thể hiện tại xem ra, Nam Cung Tiêu Tiêu có thể là trong truyền thuyết đấu chiến chủng tộc. Âm dương luân hồi chạm, Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên gào thét một tiếng, tựa như đang phát tiết thể nội tất cả lực lượng đồng dạng, chỉ thấy hắn giơ lên chiến thiên kích, hai tay nắm chặt, hung hăng một đao phách chạm mà xuống. Chỉ thấy một đạo hắc bạch bàn quay hồng hộc mà ra, cùng Tiêu Phàm âm dương đại ma bàn có chút cùng loại. Nhưng cái này âm dương luân hồi chạm, đơn thể lực phá hoại mạnh hơn. Ngưu Thanh Vân ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thanh âm bên trong lộ ra một loại sợ hãi, thân thể của hắn bỗng nhiên phát sinh biến hóa, trực tiếp biến thành bản thể, đó là một đầu dài 5 trượng, cao 3 trượng thanh sắc thần ngưu. Thanh sắc thần ngưu quanh thân tản ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, tựa như một tầng quang giáp khoác lên người, chiếu sáng rạng rỡ. Hiển nhiên đối mặt Nam Cung Tiêu Tiêu tất sát nhất kích, Ngưu Thanh Vân đã thi triển mạnh nhất phòng ngự trạng thái, cũng không dám lại khinh thường Nam Cung Tiêu Tiêu.
chỉ là, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng, ngay từ đầu rõ ràng là hắn chiếm cứ lấy thượng phong, có thể mấy giờ thời gian, bản thân liền hoàn toàn ở vào hạ phong. Chẳng lẽ nhân tộc thiên phú đều như vậy biến thái sao? Ngưu Thanh Vân không tin, lực phòng ngự của hắn đã không sợ bất luận cái gì đế giai pháp bảo, cùng giai có thể công phá hắn phòng ngự đều còn thừa không có mấy, hắn không tin một nhân tộc tu sĩ có thể phá mở hắn phòng ngự. Phốc phốc, âm dương quang luân gào thét mà qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, liền thời không đều dường như có thể được mở ra. Ngưu Thanh Vân trợn to hai mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi, thân thể của hắn, đã một phân thành hai. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, thậm chí ngay cả một hơi thời gian đều không ngăn trở, cái này khiến hắn sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Ở hắn vết cắt chỗ, còn có một loại lực lượng kỳ lạ ở ma diệt sinh cơ của hắn, cái này khiến Ngưu Thanh Vân kinh hãi không thôi. Ngươi bại, Nam Cung Tiêu Tiêu cầm trong tay chiến thiên kích, nhàn nhạt nhìn xem Ngưu Thanh Vân, cũng không có tiếp tục ý xuất thủ. Bản đế không bại, Ngưu Thanh Vân không cam lòng, tức giận gầm thét, hai nửa thân thể nhanh chóng khép lại, một đôi đỏ tươi bỏ của ngươi mắt chừng mắt Nam Cung Tiêu Tiêu. Nam Cung Tiêu Tiêu nhíu mày, hắn dĩ nhiên ưa thích chiến đấu, nhưng cũng không hiếm có quấn mãi không bỏ. Cái này thịt chó mùi vị không tệ, xem ra qua phía dưới lại có thịt bò ăn. Lúc này, một đạo cười nhạt thanh âm vang lên. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Ngưu Thanh Vân tức giận quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất bọn họ, chính ăn đến miệng đầy chảy mỡ, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Tiêu Tiêu mỉm cười, mà Ngưu Thanh Vân lại là không khỏi dùng mình một cái. Cho tới nay, đều chỉ có bọn họ bộ lạc ăn thịt người, chưa bao giờ có nhân tộc dám ăn bọn họ, nhưng bây giờ, hắn tận mắt nhìn đến Thiên Cầu tộc, Minh Mã tộc cùng Huyết Viên tộc cường giả bị Tiêu Phàm bọn họ cho nướng ăn. Nghĩ vậy, một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ bò của hắn vó lạnh đến sừng châu, cũng không dám lại sách cùng Nam Cung Tiêu Tiêu chiến đấu sự tình, quay người liền chuẩn bị thoát đi nơi đây. Đánh không lại liền muốn chạy, người coi nơi này là địa phương nào. Không đợi Ngưu Thanh Vân phóng ra bước chân, một đạo thanh âm lạnh như băng ở hắn phía trước vang lên. Ngưu Thanh Vân vội vàng ngừng thân hình, tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, nhìn phía trước thân ảnh, lại quay đầu nhìn về phía nơi xa ăn nướng thịt Tiêu Phàm. Hai cái Tiêu Phàm, Ngưu Thanh Vân còn cho rằng mắt mình hoa, nhưng làm hắn quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác thời khắc, lại là lại gặp được mấy cái Tiêu Phàm. Trong đó một cái Tiêu Phàm, còn cầm một khối nướng thịt, ăn gọi là một cái vui sướng. Ngươi muốn làm gì? Ngưu Thanh Vân nơi nào thấy qua cái này tình hình như vậy, dọa đến bản năng lui ra phía sau mấy bước, phòng bị nhìn xem Tiêu Phàm. Lão nhị, ngươi không phải còn thiếu cái tọa kỵ sao? Tiêu Phàm không để ý đến Ngưu Thanh Vân, mà là nhìn về phía xa xa Nam Cung Tiêu Tiêu nói. Nam Cung Tiêu Tiêu nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên, trong nháy mắt liền minh bạch Tiêu Phàm ý nghĩa, nói, lôi hoàng thực lực quá thấp, theo không kịp tu vi của ta, xác thực cần một đầu mới tọa kỵ. Lôi hoàng bản thể chính là tử tinh lôi thú, lúc trước mặc dù là chiến thần cảnh tu vi, nhưng những năm này mập mạp thực lực càng ngày càng mạnh, lôi hoàng như trước vẫn là cổ thần cảnh. Bàn tử đương nhiên sẽ không lại dùng hắn. Hiện tại nhìn thấy Ngưu Thanh Vân, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng là đầy cõi lòng mừng rỡ. Cái này Ngưu Thanh Vân tính tình mặc dù Ngưu một chút, vì Ngưu cũng bá đạo một điểm, nhưng thực lực là thực tình không tệ a. Hắn vẫn chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ tu vi, lại có được cùng đại đế cảnh đỉnh phong một trận chiến thần lực, coi là ít có thiên tài. Nếu như có thể hàng phục Ngưu Thanh Vân làm thú cưỡi, bàn tử tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Không có khả năng, có bản lĩnh giết ta. Ngưu Thanh Vân tức giận nhìn xem Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu, một đôi mắt trâu đều kém chút trợn lên. Tiểu ngũ, nồi lẩu liệu làm xong chưa, hôm nay chúng ta xuyến thịt bò. Tiêu Phàm căn bản không mắt nhìn thẳng Ngưu Thanh Vân một cái, mà là đối xa xa Quan Tiểu Thất kêu lên. Chuẩn bị xong, hiện tại giết Ngưu lấy máu, rút gân lột da vừa vặn tới kịp. Quan Tiểu Thất cười đáp lại nói. Ngưu Thanh Vân dọa đến Ngưu mặt hơi trắng bệch, bốn cái chân cũng bắt đầu run rẩy lên, trước mắt mấy cái này nhân tộc, quá kinh khủng. Bọn họ nếu là giết bản thân thì cũng thôi đi, lại còn muốn ăn bản thân. Nếu như chỉ là bị giết, Ngưu Thanh Vân cũng không e ngại, có thể nghĩ đến Thiên Cầu tộc, Huyết Viên tộc cùng Minh Mã tộc cường giả bị Tiêu Phàm bọn họ gác ở trên lửa nướng ăn, hắn cũng cảm giác toàn thân hơi tê tê.
ngươi một mực xem trọng hỏa là được rồi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía Ngưu Thanh Vân nói, híp mắt cười nói, về phần giết Ngưu lấy máu, rút gân lột ra sự tình, liền giao cho ta. Dứt lời, Tiêu Phàm chuẩn bị hướng về Ngưu Thanh Vân đi đến. Phù phù, không đợi Tiêu Phàm phóng ra bước chân, Ngưu Thanh Vân đột nhiên biến thành nhân tộc bộ dáng, chỉ là vẫn như cũ đỉnh lấy châu đầu, không đợi Tiêu Phàm phản ứng, Ngưu Thanh Vân liền trực tiếp quỳ gối hư không. Ta thần phục, thần phục. Ngưu Thanh Vân gào lên đau xót lấy, thiếu chút nữa thì khóc lên. Thân làm thiên tài, hắn có bản thân ngạo khí, tử vong đối với hắn mà nói cũng không sợ, nhưng hắn sợ chính là mình thi cốt bị mấy cái này nhân tộc tu sĩ ăn. Nếu là đường đường thanh thiên ngưu tộc thiên tài, bị làm thành nhân tộc thức ăn, đó nhất định chính là thanh thiên ngưu tộc sỉ nhục, đây không phải hắn muốn thấy. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu thấy thế, nhìn nhau, ngay sau đó không kiềm hãm được nở nụ cười. Ngưu Thanh Vân thần phục. Hắn không thể không thần phục ở Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu dưới dâm uy, vốn cho là như vậy thì không có hắn chuyện gì. Nhưng mà, đây cũng là hắn cơn ác mộng bắt đầu. Đến, nghe con, nếm thử cái này thịt chó, vị đạo rất không tệ. Tiêu Phàm ném cho Ngưu Thanh Vân một khối nướng thịt nói. Ngưu Thanh Vân vẻ mặt mộng bức, nhìn xem trong tay nướng thịt, thân thể đều khẽ run lên. Cái này thiên cầu tộc cường giả, thế nhưng là đi theo đám bọn hắn cùng nhau tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ A, có thể nói là nửa cái đồng bạn, nhưng bây giờ lại trở thành từng khối thịt. Đoán chừng không bao lâu, liền sẽ trở thành bài tiết vật. Nghĩ vậy, Ngưu Thanh Vân chỗ nào còn có thể bình tĩnh, hắn trong lòng có chút may mắn bản thân thần phục, bằng không đây cũng là kết quả của mình. Hắn lại biết qua nhân tộc tập tục. Thịt bò có thể so sánh thịt chó càng thụ nhân tộc hoan nghênh, hơn nữa nhân tộc phổ biến cho rằng thịt bò khẩu vị càng tốt. Nghĩ đến mình cũng trở thành một đoàn nướng thịt, Ngưu Thanh Vân liền run rẩy kịch liệt lên. Một khối nướng thịt mà thôi, đừng kích động như thế, về sau đi theo lão nhị, khẳng định có càng nhiều thịt cho ngươi ăn, lão nhị, ngươi nói là a? Tiêu Phàm cười trêu ghẹo nói. Kích động, Ngưu Thanh Vân kém chút không phun ra một ngụm lão huyết, ta đây là... Trời cao năm bóng người, nghe được lời nói của quan tiểu thất, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, bị sát ý vô tận cùng băng lãnh chiếm lấy. Mấy cái nhân tộc run rế, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Trong đó một cái ngoại tộc cường giả quát lạnh một tiếng. Đây là ma nhãn tộc, ở nhị lưu trong chủng tộc xem như đứng đầu chủng tộc. Chiến Hoàng Thiên cho Tiêu Phàm bọn họ giải thích nói. Tiêu Phàm lại là không thèm quan tâm cái kia ma nhãn tộc cường giả. Mà là cổ quái nhìn xem quan tiểu thất. Quan tiểu thất nhìn thấy Tiêu Phàm theo dõi hắn, lúc này mới thu hồi tâm thần, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tam ca, ta trên mặt có lọ sao? Tiểu ngũ a, Tam ca càng ngày càng hoài nghi ngươi phẩm vị, liền mặt hàng này, rõ ràng là từ cái kia cái rãnh nước bẩn bên trong đi ra, ngươi cũng có khẩu vị ăn được. Tiêu Phàm vẻ mặt ghét bỏ nhìn năm cái ma nhãn tộc cường giả một cái, ngay sau đó thở dài nói. Quan tiểu thất lúc này mới nghiêm túc đánh giá ngũ đại ma mắt tộc cường giả, nói, Tam ca nói đúng, bọn họ quả thật có chút buồn nôn, ảnh hưởng muốn ăn. Ngưu Thanh Vân khóe miệng giật một cái, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm mấy người lại dám trêu chọc ma nhãn tộc cường giả. Ma nhãn tộc 5 người cũng bị Tiêu Phàm cùng quan tiểu thất đối thoại cho khí nộ, trên người tản ra sát khí lạnh lẽo. Buồn nôn, ảnh hưởng muốn ăn, những chữ này... Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị người dùng để hình dung bọn họ. Bọn họ thế nhưng là cao ngạo ma nhãn tộc, như thế nào bị người khác vũ nhục. Hèn mọn nhân tộc run rế, các ngươi muốn chết. Cầm đầu ma nhãn tộc cường giả tức giận, phóng ra bước chân liền chuẩn bị hướng về Tiêu Phàm bọn họ đánh tới. Chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, liền bị một người khác giữ chặt, chỉ Tiêu Phàm bên cạnh bọn họ thú cốt. Cái kia ma nhãn tộc cường giả nhìn thấy Tiêu Phàm bên cạnh bọn họ những xương thú kia lúc, hai mắt phát lạnh, nhưng trong lòng có chút bồn chồn lên. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra những xương thú kia là của ai, cũng thực sự là bởi vì như thế, bọn họ mới như thế kinh hãi. Ngưu Thanh Vân, người vậy mà giết hại đồng minh tu sĩ. Cầm đầu ma nhãn tộc cường giả cười lạnh nói. Lam Khuyết, thả của ngươi dám chó. Người còn mắt nào nhìn thấy ta giết hại đồng minh? Ngưu Thanh Vân giận tím mặt, chống nạnh nổi giận mắng. Hắn xác thực không có giết hại đồng minh tu sĩ, chỉ là ăn đồng minh tu sĩ thịt mà thôi,
nhưng cái này vẫn là Ngưu Thanh Vân lực lượng. Cầm đầu ma nhãn tộc cường giả Lam Khuyết cau mày, trầm ngâm chốc lát về sau, lạnh lùng quét Tiêu Phàm bọn họ một cái, nói, 3 năm sau, Ngọc Kỳ Tử ở Cửu U Cốc tổ chức một trận luận đạo trà hội, hy vọng các ngươi đúng hẹn đến, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Để lại một câu nói, Lam Khuyết liền mang theo hắn 4 cái tộc nhân rời đi. Luận đạo trà hội, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Một cái ngoại tộc chi nhân, vậy mà tại nhân tộc thí luyện cổ lộ mời nhân tộc tu sĩ cử hành luận đạo trà hội, đây quả thực là buồn cười. Nam Cung Tiêu Tiêu cười lạnh nói. Cái này cũng không buồn cười. Chiến Hoàng Thiên thở sâu lắc đầu, nói, bọn họ là nghĩ nhục nhã ta nhân tộc. Ta nhân tộc sao lại bị bọn họ nhục nhã? Nam Cung Tiêu Tiêu tức giận nói, lão tam, chúng ta cái này tiến về Cửu U Cốc, giết sạch bọn họ những cái này ngoại tộc tu sĩ. Tiêu Phàm ngược lại là 10 điểm bình tĩnh, nhìn về phía Ngưu Thanh Vân nói, cái kia Ngọc Kỳ Tử là ai, vì sao ma nhãn tộc người sẽ nghe mệnh lệnh của hắn? Còn có, vì sao luận đạo trà hội không ở Thánh Linh Táng Thổ cử hành, mà muốn ở Cửu U Cốc cử hành? Thánh Linh Táng Thổ mặc dù là một chỗ hiểm địa, nhưng mức độ nguy hiểm, còn xa còn lâu mới có thể cùng Cửu U Cốc có thể so sánh. Chủ yếu nhất là, tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ vạn tộc tu sĩ thế nhưng là có không ít, vì sao tất cả mọi người nghe Ngọc Kỳ Tử mệnh lệnh đây? Vừa rồi Chiến Hoàng Thiên cũng đã có nói, ma nhãn tộc thế nhưng là nhị lưu trong chủng tộc tiếp cận nhất lưu chủng tộc cường đại một trong chủng tộc. Ngọc Kỳ Tử, chính là vạn tộc chủng tộc xếp hạng đệ ngũ kỳ lân tộc thiên tài, mấy năm trước cũng đã đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, khoảng cách thánh đế cảnh chỉ có cách xa một bước. Ngưu Thanh Vân giải thích nói. Tiêu Phàm mấy người lộ ra vẻ hiểu rõ, kỳ lân tộc có thể ở trong vạn tộc xếp hạng đệ ngũ, hắn thực lực có thể nghĩ, cái kia cái gọi là Ngọc Kỳ Tử có thể tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, thực lực cũng không thể nghi ngờ. Ma nhãn tộc người tuy mạnh, nhưng hẳn không phải là Ngọc Kỳ Tử đối thủ, tự nhiên cam tâm tình nguyện trở thành Ngọc Kỳ Tử truyền âm ống. Về phần vì sao là ở Cửu U Cốc cử hành luận đạo trà hội, hẳn là Ngọc Kỳ Tử ngay tại Cửu U Cốc phụ cận, truyền văn Ngọc Kỳ Tử người này hết sức cao ngạo, đương nhiên sẽ không tới nơi này. Ngưu Thanh Vân lại bổ sung một câu. Vậy cái này Ngọc Kỳ Tử cử hành luận đạo trà hội, lại là có ý gì đây? Quan Tiểu Thất nghi ngờ nói. Còn có thể là cái gì, tự nhiên là đả kích nhân tộc, không nói có thể hay không chiếm cứ nhân tộc cổ lộ, vốn lấy Ngọc Kỳ Tử thực lực, chiếm cứ mấy chỗ hiểm địa là không có vấn đề. Ngưu Thanh Vân thản nhiên nói, nhưng trong lòng thì đầy bụng nở hoa. Hắn hiện tại thế nhưng là ước gì nhân tộc tu sĩ ăn quả đắng, đến lúc đó Tiêu Phàm bọn họ cũng giống vậy muốn xui xẻo theo. Các ngươi nói có phải hay không là một cái âm mưu, Ngọc Kỳ Tử muốn đem nhân tộc tu sĩ một mẻ hốt gọn. Diệp Thi Vũ trầm giọng nói. Không có khả năng, Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi phủ định nói, không phải ta xem không nổi cái kia Ngọc Kỳ Tử, đừng nói là Ngọc Kỳ Tử tới nơi này, chính là kỳ lân tộc lão tổ tới nơi này, cũng không khả năng đem nhân tộc thiên tài một mẻ hốt gọn. Kỳ lân tộc là mạnh, nhưng nhân tộc như thế nào nhỏ yếu như vậy? Nói câu khó nghe, nhân tộc dù sao cũng là 10 đại chủng tộc một trong, mặc dù xếp hạng thứ 10, nhưng có thể tồn tại vô số tuế nguyệt, liền có thể chứng minh nhân tộc nội tình. Vậy chúng ta làm như vậy? Nam Cung Tiêu Tiêu trầm giọng nói, trên người một cỗ chiến ý đã lặng yên mà sống. Ta đối cái này luận đạo trà hội có một chút hứng thú. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Hắn vốn là muốn đi trước Cửu U Cốc, thay Lãng Thiên tìm kiếm vãng sinh linh phách hoa, tất nhiên Ngọc Kỳ Tử muốn ở Cửu U Cốc cử hành luận đạo trà hội, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không tránh đi. Ta cũng đi, đây chính là vạn tộc giao phong cơ hội tốt. Nam Cung Tiêu Tiêu quyết định thật nhanh nói. Tự nhiên không thể bớt ta, còn có ta, Quan Tiểu Thất cùng Chiến Hoàng Thiên cũng nở nụ cười, không có bất kỳ cái gì lui bước ý nghĩa. Ngưu Thanh Vân nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn Tiêu Phàm đám người, tựa như lại nhìn tên điên đồng dạng, trong lòng cười lạnh nói, coi như Ngọc Kỳ Tử không thể đem các ngươi một mẻ hốt gọn, nhưng gạt bỏ một chút thiên tài, vẫn là rất dễ dàng. Đã như vậy, mọi người cùng nhau đi thôi. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhìn thoáng qua Thánh Linh Táng Thổ nói, sẽ ở Thánh Linh Táng Thổ ngốc 3 tháng, vô luận có thu hoạch hay không, đều phải rời đi. Tốt, đám người cùng kêu lên gật đầu. Thánh Linh Táng Thổ trong khoảng thời gian này vẫn luôn có bí cảnh xuất thế, đám người đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người nhao nhao rời đi, mà Tiêu Phàm lại là mở ra một chỗ an tĩnh động phủ,
tiến nhập trạng thái tu luyện, Diệp Thi Vũ ở một bên cho mọi người hộ pháp. Trong động phủ, Tiêu Phàm bố trí vô số trận pháp, lúc này mới lấy ra một bộ thần thi. Hấp thu một bộ thần thi cửu u chi khí, làm sao cũng cần phải đột phá đại đế cảnh hậu kỳ a. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng một chút cũng không có yên lòng. Nhục thể của hắn tựa như một cái động không đáy đồng dạng, đối với khí số là ai đến cũng không có cự tuyệt. 3 tháng, cũng đúng lúc tu luyện một chút 3000 thế giới cùng đồ ma tam ấn. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, tiến nhập trạng thái nhập định. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt liền qua 3 tháng thời gian. Trong động phủ, Tiêu Phàm quanh thân trán phóng vô lượng kim quang, dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh hết sức. Trong cơ thể hắn, từng đạo tơ nhện nhanh chóng du tẩu, rèn luyện kinh mạch, ngay sau đó lại thâm nhập mỗi một tế bào, rửa sạch thân thể. 1200 nguyên, lại còn không đạt tới cực hạn. Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi. Hắn hấp thu cửu u chi khí rửa sạch thân thể, lại luyện hóa trong đó khí số rèn luyện nhục thân, bây giờ nhục thể của hắn dung hợp khí số đã đến một cái khủng bố số liệu. Nhưng mà, Tiêu Phàm vẫn không có nhìn thấy bản thân cực hạn, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh đây? Phải biết, một cái người bình thường, tối đa cũng liền 100 nguyên khí số, liền đủ để đột phá đại đế cảnh hậu kỳ. Cho dù là tuyệt đỉnh thiên tài, đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 1000 nguyên khí số. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm thể nội khí số đã nhiều đến 1200 nguyên, nhưng vẫn không có đến cực hạn dấu hiệu. Chẳng lẽ là tu luyện tu la đệ tứ biến, để ta nhục thân trở nên càng cường đại hơn duyên cớ? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Nếu như đem nhục thể của hắn so sánh một cái đồ chứa mà nói, tu luyện tu la đệ tứ biến, để Tiêu Phàm nhục thân cái này dễ dàng lần nữa lật gấp bội. Cũng đúng là như thế, nhục thể của hắn chứa khí số cũng càng nhiều. Đây là Tiêu Phàm nghĩ tới duy nhất một loại khả năng, hắn cũng biết, trong thời gian ngắn muốn đột phá đại đế cảnh hậu kỳ, cơ hồ là không thể nào. Hơn nữa, hắn cũng không dám thử nghiệm đột phá, dù là thể nội thế giới chi lực, đã đầy đủ nhường hắn bước vào đại đế cảnh hậu kỳ. Mấu chốt là, nhục thể của hắn chưa chắc có thể gánh chịu nổi thế giới của hắn khuếch trương. Cho nên, Tiêu Phàm không dám đánh cược, chỉ có làm nhục thân dung luyện khí số đạt tới cực hạn, hắn mới dám thử đột phá đại đế cảnh hậu kỳ. Còn tốt, đồ ma tam ấn đã tu luyện ra đệ nhị ấn, 3000 thế giới, cũng sắp tu luyện đến đệ nhị trọng. Tiêu Phàm thở dài, chậm rãi ngồi dậy. 3 tháng đã qua, hắn hiện tại nhất định phải chạy tới cửu u cốc, bằng không mà nói, về thời gian khả năng không còn kịp rồi. Rời đi động phủ về sau, Tiêu Phàm đem tất cả dấu vết dọn dẹp không còn một mảnh. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ sớm đã tại bên ngoài chờ đợi lâu ngày, mấy người 3 tháng này lại có một chút tiểu thu hoạch, trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt. Trong khoảng thời gian này, Nam Cung Tiêu Tiêu nhàn giả sau khi cũng luyện chế ra mấy chiếc thần chu, dùng thần thuyền đi đường, mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Lão Tam, ngươi những quáng thạch này là ở cái đó làm, hoàn toàn không kém gì đế giai vật liệu a. Thần chu phía trên, Nam Cung Tiêu Tiêu tiến đến Tiêu Phàm bên người, cười ha hả nói. Tiêu Phàm cười cười, ngay sau đó đem cung ra hãm hại chuyện của hắn nói một lần, những quáng thạch này chính là Tiêu Phàm ở đế hỏa tinh thần thu thập nham thạch. Nguyên bản Tiêu Phàm đối với mấy cái này nham thạch không ôm hy vọng quá lớn, nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn thấy thời khắc, lại coi như chân bảo, Tiêu Phàm thế mới biết, mình đương thời không có toi công bận rộn. Dù sao những cái này nham thạch hắn giữ lại cũng vô dụng, Tiêu Phàm dứt khoát toàn bộ giao cho Nam Cung Tiêu Tiêu. Quay đầu có thời gian, ta còn phải đi một chuyến đế hỏa tinh thần mới được. Nam Cung Tiêu Tiêu tay phải nâng cầm lên, ý vị thâm trường nói ra. Những cái kia nham thạch đã còn thừa không có mấy. Tiêu Phàm đắng chát cười nói, hắn cũng không muốn Nam Cung Tiêu Tiêu áo bào trắng một chuyến. Lúc trước hắn đem đế hỏa tinh thần đi dạo qua một lần, chỉ cần có thể lấy đi nham thạch, Tiêu Phàm một chút đều chưa thả qua. Bất quá, nơi nào hỏa diễm năng lượng 10 điểm thuần túy, đối hư vô thần hỏa phải có chút chỗ tốt. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiêu Phàm tiếp tục tại thần chu bên trong tu luyện, đợi đến cửu u cốc lấy được vãng sinh linh phách hoa, Tiêu Phàm liền chuẩn bị rời đi nhân tộc thí luyện cổ lộ, tiến về vạn tộc thí luyện cổ lộ. Hắn hiện tại phải làm,
chính là không ngừng tăng lên thực lực của mình, nếu là có thể đột phá đại đế cảnh hậu kỳ, hy vọng sống sót lại sẽ lớn hơn nhiều. Đám người cũng không có quấy rầy, Tiêu Phàm lưu lại một bộ linh hồn phân thân bồi tiếp Diệp Thi Vũ, bản thể cùng những người khác toàn bộ tiến nhập trạng thái tu luyện. Từ Thánh Linh Táng Thổ chạy tới Cửu U Cốc, phải xuyên qua vô tận hư vô, ít nhất cũng phải một năm rưỡi, những thời giờ này, đám người đương nhiên sẽ không lãng phí. Thần Chu bên trên 10 điểm bình tĩnh, Diệp Thi Vũ xếp bằng ở bong thuyền, nhìn qua đen kịt tinh hà trở nên thất thần. Thi Vũ, lại muốn hài tử, Tiêu Phàm linh hồn phân thân đi tới. Ân, Diệp Thi Vũ nhẹ nhàng gật đầu, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được trong nội tâm nàng khó chịu, nhưng nàng mặt ngoài lại hết sức kiên cường. Yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được con của chúng ta. Tiêu Phàm nắm cả Diệp Thi Vũ bả vai, ngữ khí kiên nghị nói. Ân, Diệp Thi Vũ dựa vào ở Tiêu Phàm bờ vai bên trên, thương cảm biến mất không ít, cười nói, phu quân, con của chúng ta tên gọi là gì đây? Tiêu Lâm Trần, Tiêu Phàm thở sâu, nói ra trong đầu hắn đã sớm lên tốt lắm một cái tên. Tiêu Lâm Trần, Diệp Thi Vũ nhẹ nhàng lẩm bẩm, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười, trong đầu không khỏi hiện ra một người mặc áo bào trắng, phiêu giật thoải mái thanh niên. Nàng biết rõ Tiêu Phàm vì sao muốn cho con của bọn hắn lên cái tên này, là bởi vì Tiêu Phàm nghĩ nhớ kỹ Diệp Lâm Trần cái tên này. Lúc trước nếu như không phải là của nàng ca ca Diệp Lâm Trần, có lẽ Diệp Thi Vũ đã sớm chết vô số lần. Đây cũng là Tiêu Phàm đưa cho chính mình hài tử lấy cái tên này nguyên nhân. Bất chi bất giác, Diệp Thi Vũ tựa ở Tiêu Phàm bờ vai bên trên ngủ thiếp đi, cái này thời gian mấy năm, nàng lưng đeo đồ vật quá nặng đi, một mực thật lâu không cách nào tiêu tan. Hài tử bây giờ đã hơn 3 tuổi a. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tinh không đen nhánh, chậm rãi thất thần, bất chi bất giác, hắn tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, đã nhanh 4 năm. Giờ phút này, âm u khắp chốn ẩm ướt trong cổ lâm, một cái ngậm bình sữa tiểu hoa nhi, chính cưỡi tại một đầu dài 3 trượng báo trên đầu, điên cuồng đuổi theo cái gì. Tiểu báo, người muốn là đuổi kịp cái kia con heo nhỏ, hôm nay liền cho ngươi thịt ăn. Tiểu hoa nhi nãi thanh nãi khí nói ra, đôi tròng mắt kia, nhưng lại có cùng hắn tuổi tác hoàn toàn không giống sắc bén. Giống báo gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó càng thêm tò mò. Ở bên cạnh một khỏa cổ thụ bên trên, đứng đấy hai đạo bóng đen, lẳng lặng nhìn phía dưới tiểu hài, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Tiểu gia hỏa này không hổ là thiên đố chi nhân, hơn nữa còn thân mang linh lung chi tâm, thực không giống một cái đứa trẻ 3 tuổi a. Trong đó một người áo đen mở miệng nói. Có thể được thất sát nhân vương thu làm quan môn đệ tử, tự nhiên bất phàm. Khác một người áo đen thật sâu thở dài, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hâm mộ. 4 tuổi không đến cũng đã đột phá chiến đế cảnh, thực sự là trước đó chưa từng có, kẻ này tiền đồ không thể đo lường a, không biết là như thế nào phụ mẫu, có thể sinh ra dạng yêu nghiệt này tiểu hài. Cái thứ nhất hắc y nhân lại nói, suỵt, nhỏ giọng một chút, khác một người áo đen làm ra thủ hiệu chớ có lên tiếng, nói, về sau tuyệt đối đừng nhắc đến vấn đề này, trước đó có người nói cái vấn đề này thời điểm, không cẩn thận bị thất sát nhân vương nghe được, người có biết kết quả làm sao? Kết quả bị thất sát nhân vương Chu cửu tộc, tê cái thứ nhất hắc y nhân hít một hơi lạnh, vội vàng ngậm miệng không nói, cái đề tài này dường như cấm kỵ một dạng. 2700 nguyên khí số, thần Chu khoang thuyền bên trong, Tiêu Phàm mở hai mắt ra, cảm thụ được nổ tính nhục thân, cũng không khỏi kinh hãi không thôi. 2700 nguyên khí số A, cho dù là thiên tài cấp bậc đại đế cảnh đỉnh phong, cũng chỉ đến như thế, mà hắn Tiêu Phàm lại vẻn vẹn đại đế cảnh trung kỳ. Hiện tại, hắn mặc dù cảm giác đại đế cảnh hậu kỳ càng ngày càng gần, nhưng vẫn như cũ còn cách một đoạn. 2 năm rưỡi đi qua, mặc dù không có đột phá đại đế cảnh hậu kỳ, nhưng là không phải không thu hoạch được gì. Tiêu Phàm âm thầm cảm khái nói, thời gian hơn 2 năm, hắn đã đem đồ ma tam ấn tu luyện hoàn thành, 3000 thế giới cũng rốt cục tu luyện đến đệ nhị trọng trung thiên thế giới. Hơn nữa, từ ngũ hành thần hoa cái kia gài bẫy cổ thuật thánh côn bảo thuật, cũng đạt tới nhập môn cảnh giới, chỉ là cái kia linh hồn kiếm pháp thần linh trảm thiên còn chưa kịp tu luyện. Bất quá, Tiêu Phàm âm thầm đánh giá một tí thực lực bản thân, không nói đại đế cảnh bên trong vô địch, nhưng tuyệt đối chưa có địch thủ. Đứng dậy, Tiêu Phàm hướng về trong khoang thuyền đi ra ngoài. Lão Tam, chúng ta đã đến. Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện,
Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người tiến lên đón. Một năm rưỡi này, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Chiến Hoàng Thiên thường xuyên cùng Ngưu Thanh Vân luận bàn, tu vi của hai người cũng đã đạt đến đại đế cảnh hậu kỳ. Quan Tiểu Thất cùng Ngưu Thanh Vân hai cái cũng có tinh tiến, khoảng cách đại đế cảnh đỉnh phong cũng chỉ có cách xa một bước. Ngưu Thanh Vân bây giờ mới biết, chính mình lúc trước tìm đến Tiêu Phàm phiền phức của bọn hắn, là cỡ nào quyết định sai lầm. Nam Cung Tiêu Tiêu những cái này đại đế cảnh hậu kỳ người, cũng đủ để nghiền ép hắn. Nhưng mà, bọn họ trong những người này, Tiêu Phàm cái này đại đế cảnh trung kỳ, mới là biến thái nhất. Tiêu Phàm nghe vậy, đi đến Thần Chu đứng đầu, ngắm nhìn về phía chân trời. Một khỏa to lớn ngôi sao màu xám in vào tầm mắt của hắn bên trong, ngôi sao màu xám bao phủ một tầng mê vân bên trong, cho người ta một loại lạnh lẽo, không thể tới gần cảm giác. Đây chính là cửu u tinh thần, phạm vi so thánh linh táng thổ nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là bên trong nguy hiểm nhưng phải tốt đẹp mấy lần. Chiến Hoàng Thiên giải thích nói. Dừng một chút, Chiến Hoàng Thiên tiếp tục nói cửu u tinh thần bên trong, lại một chỗ to lớn bồn địa, tên là cửu u cốc, danh xưng cấm địa sinh mệnh, đại đế cảnh có thể còn sống đi ra, mười không còn một. Nói đến đây, Chiến Hoàng Thiên nhìn thật sâu Tiêu Phàm một cái, hắn nhưng là biết rõ. Tiêu Phàm mục tiêu chính là cửu u cốc. Dù cho hắn là thiên hữu chi nhân, cũng không dám am hiểu nơi tuyệt địa này. Mười không còn một, như vậy nói cách khác, chỉ ít có người có thể từ bên trong sống sót ra đi. Tiêu Phàm lại là khẽ cười một tiếng, căn bản không đem cái này coi thành chuyện gì to tát. Trong mắt hắn, cái gọi là cấm địa sinh mệnh, chỉ là người yếu lấy cớ mà thôi. Đương nhiên, hắn ở cái kia cấm địa sinh mệnh trước mặt, cũng không nhất định xem như cường giả, nhưng tất nhiên đáp ứng Lãng Thiên, hắn bất kể như thế nào đều muốn tiến vào một chuyến. Mặc kệ có thể hay không lấy được vãng sinh linh phách hoa, cũng tính đối lời hứa của mình có một cái công đạo. Chiến Hoàng Thiên đắng chát cười một tiếng, hắn biết rõ, Tiêu Phàm chuyện quyết định, là không thể nào bởi vì hắn một hai câu mà thay đổi quyết định. Các ngươi nhìn, đã lục tục có người chạy tới cửu u tinh thần. Nam Cung Tiêu Tiêu đổi chủ đề. Chỉ xa xa tinh không nói. Mấy người thuận mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy từng chiếc thần chu nhanh chóng chồng vào cửu u tinh thần bên trong, hiển nhiên, những người này cũng là ứng ngọc kỳ tử luận đạo trà hội mà đến. Chúng ta cũng đi vào đi, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu. Nói xong, thần chu lập tức ra tốc phóng tới cửu u tinh thần, mặc dù khoảng cách luận đạo trà hội còn có 3 tháng thời gian, nhưng Tiêu Phàm hay là trước tiến vào cửu u điều tra một phen. Dù sao, hiện tại đối với hắn mà nói, thời gian mới là trọng yếu nhất, cái gọi là luận đạo trà hội hắn không phải đặc biệt quan tâm. Tương phản, Tiêu Phàm đáp ứng Lãng Thiên sự tình, hắn nhưng phải cố gắng hoàn thành. Chỉ cần lấy được vãng sinh linh phách hoa, Tiêu Phàm thì sẽ không tiếp tục ở tại nhân tộc thí luyện cổ lộ, chuẩn bị tiến về vạn tộc thí luyện cổ lộ. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Tiêu Phàm bọn họ cảm nhận được một cỗ băng lãnh khí tức. Cửu u tinh thần cũng càng lúc càng lớn, tựa như một đầu man hoang dã thú mọc ra miệng to như chậu máu, đang chờ bọn họ xông đi vào. Một sát na kia, đám người không khỏi dùng mình một cái, toàn thân hiện nổi da gà lên. A, à, tại sao ta cảm giác ta nhục thân nhận lấy áp chế? Ngưu Thanh Vân kinh hô một tiếng, kinh ngạc cảm thụ được bốn phía biến hóa, bất quá, linh hồn chi lực lại là muốn cường đại hơn nhiều. Kỳ Lân nhất tộc, cũng là am hiểu linh hồn a. Chiến Hoàng Thiên nhíu mày một cái nói. Đám người nghe vậy, lập tức minh bạch cái gì, tiến vào cửu u tinh thần, nhục thân sẽ phải gánh chịu áp chế, mà linh hồn chi lực lại được tăng lên. Ngọc Kỳ Tử chính là Kỳ Lân nhất tộc, hắn lựa chọn ở cửu u cốc tổ chức luận đạo trà hội, hiển nhiên là bởi vì cửu u tinh thần tính đặc thù. Ngọc Kỳ Tử thật đúng là chọn đúng địa phương, Nam Cung Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Tiêu Phàm mấy người nghe vậy, cũng không kiềm hãm được nở nụ cười, một bên Ngưu Thanh Vân không biết vì sao. Hắn làm sao biết, Tiêu Phàm tất cả mọi người bọn họ linh hồn chi lực, đều đã đạt đến đại đế cảnh đỉnh phong, ở chỗ này, Tiêu Phàm bọn họ cũng đồng dạng có thể cực dài phát huy. Sau nửa ngày, thần Chu mang theo Tiêu Phàm một chuyến giáng lâm ở đen kịt một màu sơn mạch bên trong, giữa rừng núi ngẫu nhiên truyền đến tiếng gào thét của man thú, đinh tai nhức óc. Mọi người cẩn thận một chút, nơi này cũng có khả năng có cấm chế. Chiến Hoàng Thiên nhắc nhở. Điểm này đám người tự nhiên đã sớm đoán được, bởi vậy,
thần chu cũng không có rơi xuống đất, mà là treo trên bầu trời phi hành. Tiêu Phàm linh hồn chi lực phóng thích mà ra, lại là cảm nhận được một cỗ cường đại ngăn cản lực lượng, lấy của hắn linh hồn lực lượng, cũng vẻn vẹn bao phủ phương viên bên trên 1000 dặm chu vi. Cửu U Cốc ở nơi nào? Nam Cung Tiêu Tiêu mờ mịt nhìn xem bốn phía nói. Không vội, còn có 3 tháng. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, lấy tay vung lên, thần lực tại hư không ngưng tụ thành một đóa diêm dúa cánh hoa. Đây là, Chiến Hoàng Thiên ánh mắt hơi hơi lóe lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là vãng sinh linh phách hoa, mọi người nếu là nhìn thấy, nhớ kỹ nhắc nhở ta. Tiêu Phàm như thực nói ra, lấy hắn một cá nhân thực lực, muốn tìm được vãng sinh linh phách hoa tự nhiên muốn gian nan rất nhiều. Nếu có mọi người hỗ trợ, hy vọng nhưng phải lớn rất nhiều. Vậy chúng ta tách ra tìm đi, dạng này tốc độ nhanh một điểm, tùy thời dùng ngọc phù liên hệ. Nam Cung Tiêu Tiêu gật đầu nói. Đám người cũng là không phản đối, Tiêu Phàm tự nhiên là cùng Diệp Thi Vũ nhất tộc, mà Nam Cung Tiêu Tiêu, Ngưu Thanh Vân cùng Chiến Hoàng Thiên nhất tộc, Quan Tiểu Thất cùng Hoang Bằng một tổ. Nghe con, tốt nhất đừng có đùa hoa dạng gì, muốn bằng không hậu quả ngươi biết. Rời đi trước đó, Tiêu Phàm ý vị thâm trường hướng về phía Ngưu Thanh Vân nói ra. Không dám, không dám. Ngưu Thanh Vân không khỏi sợ run cả người, vội vàng đáp. Tốt nhất là không dám. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, thu hồi thần chu liền cùng Diệp Thi Vũ hướng về một phương hướng khác bay đi. Gần như đồng thời, Quan Tiểu Thất ngồi ở Hoang Bằng trên lưng, cũng trong nháy mắt biến mất. Nhìn qua Tiêu Phàm bọn họ rời đi, Ngưu Thanh Vân đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ánh mắt cừu hận, trong lòng lạnh giọng nói, Tiêu Phàm, người đắc ý không được bao lâu. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ hai người thoát ly đội ngũ, liền tự hành ở Cửu U Tinh Thần phía trên tìm kiếm. Cửu U Tinh Thần vượt quá tưởng tượng lớn, muốn tìm được vãng sinh linh phách hoa, hiển nhiên không khác mò kim đáy biển, Tiêu Phàm cũng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Thế nhưng, hắn cũng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Nửa tháng trôi qua, Tiêu Phàm hai người đã mất đi lòng tin. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới vãng sinh linh phách hoa tin tức. Phu quân, không nên nóng lòng, tất nhiên lãng đại ca nói vãng sinh linh phách hoa khả năng ở chỗ này, vậy liền hẳn là sẽ có. Diệp Thi Vũ an ủi. Đúng vậy a, ta cũng biết rõ sẽ có, lãng đại ca nói, vãng sinh linh phách hoa hẳn là ở Chín U Cốc bên trong, xem ra ta còn phải đi một chuyến mới được. Tiêu Phàm đứng sừng sững đám mây. Ngắm nhìn về phía chân trời, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái kia Cửu U Cốc, Diệp Thi Vũ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Cửu U Cốc thế nhưng là tuyệt địa một trong A, dù là đại đế cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể sống sót đi ra. Lãng đại ca nói với ta bên trong một chút tình huống, hắn đã từng liền đi vào, dựa theo kinh nghiệm của hắn, ta nghĩ ta cũng có thể còn sống đi ra. Tiêu Phàm cắt ngang Diệp Thi Vũ lời nói, nhu tình cười nói. Thế nhưng là, Diệp Thi Vũ còn muốn thuyết phục cái gì? Không có cái gì có thể đúng. Tiêu Phàm thần sắc kiên định, ngữ khí quyết đoán, nói, ngươi không phải cũng muốn đi vào Cửu U Cốc sao, bất kỳ địa phương nào đều có nguy hiểm, nhưng chúng ta đều có trong lòng chấp nhất. Diệp Thi Vũ gật gật đầu, nàng tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm quan tâm, bọn họ là vợ chồng, mặc dù còn không có cử hành hôn lễ, nhưng hai người đều hiểu trong lòng đối phương suy nghĩ. Vợ chồng ứng sinh tử gắn bó, nhưng là muốn tín nhiệm lẫn nhau, hai bên tôn trọng. TRUENCUATUINET Tiêu Phàm tôn trọng cùng tin tưởng nàng, nguyện ý bồi tiếp nàng tiến vào Cửu U Cốc, nàng tự nhiên cũng cần phải tôn trọng cùng tin tưởng Tiêu Phàm quyết định. Thi Vũ, người yên tâm, chúng ta đều sẽ sống sót. Tiêu Phàm cười cười nói. Ân, Diệp Thi Vũ nặng nề gật đầu. Hai người dắt tay tiến lên. Trang nghiêm một đôi kim đồng ngọc nữ, để cho người ta hảo hảo hâm mộ. Ầm ầm, đột nhiên, một trận kịch liệt đối chiến tiếng từ tiền phương truyền đến, năng lượng ba động khủng bố quét sạch 4 phương 8 hướng, hai người có thể cảm nhận được mấy cỗ cường đại khí tức đang nhanh chóng tới gần. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ hai người ngừng thân hình, nhìn nhau, không khỏi nhíu mày nhìn về phía trước. Cứu mạng, liền khi hai người quay người chuẩn bị tránh đi chiến đấu phía trước lúc. Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng cầu cứu, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh đang nhanh chóng hướng về bọn họ nhích lại gần. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm hai người cau mày, cái này rõ ràng là họa thủy đông dẫn A, trong lòng hai người 10 điểm khó chịu.
Theo thân ảnh càng ngày càng gần, Tiêu Phàm cũng rốt cục nhìn rõ ràng cái kia mấy đạo thân ảnh, tổng cộng là hai nam hai nữ, bốn người khuôn mặt có chút chật vật, Tiêu Phàm không quá thấy rõ khuôn mặt. Bất quá, Tiêu Phàm luôn cảm giác gặp qua trong đó ba người tương đối quen thuộc, tựa như ở nơi nào gặp qua, chỉ là trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Ngay sau đó Tiêu Phàm ánh mắt lại chuyển hướng truy sát bốn người nhân thân bên trên, tổng cộng có sáu người, xem xét những người kia xuyên qua, Tiêu Phàm liền biết, những người này chính là ngoại tộc chi nhân. Bị đuổi giết bốn người, mạnh nhất là một cái nam tử, nhưng là đại khái chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ tu vi, ba người khác thì cũng là đại đế cảnh trung kỳ tu vi. Ngược lại là đuổi giết bọn hắn sáu cái ngoại tộc tu sĩ, chính là thuần một sắc đại đế cảnh hậu kỳ. Nhìn thấy nhân tộc cùng ngoại tộc giữa các tu sĩ thực lực sai biệt, Tiêu Phàm cũng không nhịn được thở dài một hơi. Nhân tộc mặc dù danh xưng 10 đại nhất lưu chủng tộc một trong, nhưng cá thể thực lực cũng không hề tưởng tượng cường đại, nếu như không phải nhân tộc sinh sôi tốc độ tính nhanh, có lẽ căn bản không có thể trở thành 10 đại nhất lưu chủng tộc. Dù vậy, nhân tộc ở 10 đại nhất lưu chủng tộc bên trong, cũng vẻn vẹn có thể quay ở cuối cùng mà thôi. Tiêu Phàm, đột nhiên, trong đó một cái nữ tử kinh hô một tiếng, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm vị trí bay tới. Một cái khác nam tử thấy thế, cũng nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm tới gần, còn có một nam một nữ, do dự một hồi, lại là ở Tiêu Phàm bọn họ cách đó không xa dừng lại. Nha, sao không chạy? Ngoại tộc sáu người trong nháy mắt đi tới gần, đem Tiêu Phàm đám người vây ở trung ương. Tiêu Phàm cũng không biết những cái này ngoại tộc tu sĩ là chủng tộc gì, hắn cũng không có để ý, mà là nhìn về phía bên người nữ tử, có chút khó chịu nói, ngươi là ai? Ta là Thiên Linh Vận. Nữ tử nhìn chung quanh sáu cái ngoại tộc tu sĩ một cái, liền vội vàng giải thích nói. Không biết, Tiêu Phàm lắc đầu, nữ tử loại này nhiệt tình thái độ, để Tiêu Phàm vô cùng khó chịu. Ngươi nha, chẳng lẽ không biết đối diện sáu cái ngoại tộc chi nhân là đại đế cảnh hậu kỳ sao, nếu như ta cũng chỉ là bình thường đại đế cảnh trung kỳ, chẳng phải là muốn bồi tiếp ngươi chết. Nữ tử này dĩ nhiên không tin Tiêu Phàm thực lực có thể không sợ sáu cái đại đế cảnh hậu kỳ, nàng chỉ muốn để Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ hỗ trợ gánh vác hai người. Kể từ đó, bọn họ lấy một đối một, cho dù không phải là đối thủ, muốn chạy trốn mà nói, cũng phải dễ dàng rất nhiều. Ha ha, tự cho là đúng nhân tộc, đối diện một cái toàn thân mọc ra một thân bộ lông màu vàng óng ngoại tộc tu sĩ giễu cợt cười ha ha. Thiên Linh Vận sắc mặt khó coi hết sức, nàng vốn cho là Tiêu Phàm coi như không biết nàng, dù là xem ở cùng là nhân tộc phân thượng, cũng sẽ giúp chuyện này. Về phần Tiêu Phàm có phải hay không những người này đối thủ, Thiên Linh Vận hoàn toàn không có cân nhắc, nhưng trong lòng thì ôm cho dù chết cũng muốn kéo hai cái chịu tội thay ý nghĩ. Tiêu Phàm, ta là Bắc Thần Cổ Cương Thiên Gia Thiên Linh Vận, cùng ngươi cùng một giới bách sát bảng, người thứ năm. Thiên Linh Vận liền vội vàng giải thích nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng nhưng trong lòng hận thấu Tiêu Phàm. Nàng chính là thiên gia kiều nữ, bình thường không biết có bao nhiêu người muốn nịnh bợ bản thân đây, có thể Tiêu Phàm, vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho. Ta quen với ngươi lắm sao? Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, trong lòng thầm mắng, cô gái này bản thân cảm giác có vẻ như cũng quá lương hảo, ngươi là thiên gia người, cùng ta có một cọng lông quan hệ sao? Lạnh lùng quét Thiên Linh Vận một cái, Tiêu Phàm lôi kéo Diệp Thi Vũ liền chuẩn bị rời đi. Thiên Linh Vận sắc mặt tái xanh, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ oán độc. Một bên thanh niên nam tử cũng nhíu mày, hắn hiển nhiên cũng đã được nghe nói Tiêu Phàm danh tiếng, chỉ là không nghĩ tới Tiêu Phàm như thế hung hăng bá đạo, không ngớt nhà mặt mũi cũng không cho. Ta chính là thiên gia thiên hoàng tử, còn mời các hạ. Thiên hoàng tử tiến lên một bước, ngữ khí trịnh trọng nói. Nhưng mà, nhường hắn kém chút bùng nổ là, Tiêu Phàm căn bản liền đầu cũng không quay lại, mà là ký lấy Diệp Thi Vũ tay chuẩn bị rời đi, đối với thiên hoàng tử mà nói, Tiêu Phàm hoàn toàn trở thành gió bên tai. Thiên hoàng tử nắm đấm nắm chặt, gân xanh trên trán bạo khởi, hai mắt vằn vện tia máu, có thể nghĩ hắn thời khắc này phẫn nộ. Đường đường thiên chi kiêu tử, lại bị một cái địa vực tu sĩ như thế không nhìn, cái này khiến hắn làm sao không giận đây. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi nhân tộc tu sĩ cũng sẽ thấy chết không cứu. Tóc vàng ngoại tộc tu sĩ không buông tha bất luận cái gì trào phúng nhân tộc tu sĩ cơ hội. Hắn lộ ra một bộ ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ,
cười lạnh nói, đã như vậy, cái kia đều không cần đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 150.